Với mỗi quốc gia thì một trong những yếu tố quan trọng ảnh hưởng khá nhiều đến vị thế, sức mạnh cũng như là chính sách đối nội đối ngoại chắc chắn là địa lý. Đó cũng chính là cơ sở để hình thành nên những lý luận địa chính trị, tức là nghiên cứu về tác động của các yếu tố địa lý tới hành vi của các quốc gia và quan hệ quốc tế. Trong video siêu tổng hợp về địa lý các quốc gia, hãy cùng Spider Room và tác giả Neville Blunert tìm hiểu những thông tin thú vị liên quan tới địa chính trị của một số đất nước như là Nga, Ukraine, Pháp hay là Thụy Sĩ, để thông qua đó có thể hiểu rõ hơn về sự ảnh hưởng của địa lý đến những quốc gia này ra sao nhé. Chúng ta hãy cùng bắt đầu thôi. Nước Nga, với tên gọi đầy đủ là Liên bang Nga, là quốc gia nằm ở phía bắc của lục địa Á-Âu, phía đông tiếp giáp Thái Bình Dương, phía bắc tiếp giáp Bắc Băng Dương và phía tây tiếp giáp với các quốc gia Đông Âu, phía nam tiếp giáp với Trung Quốc, Mông Cổ và các nước Trung Á. Nga là quốc gia rộng lớn nhất trên thế giới, 17 triệu km vuông đất trải dài trên 11 múi giờ, bằng với diện tích bề mặt của tiểu hành tinh Pluto, sao Diêm Vương, đồng thời là quốc gia đông dân thứ 9 trên thế giới với 145 triệu dân. Nga có kích thước khổng lồ, chiều ngang của nước Nga có độ dài lên tới 8.000 km, chiều rộng 3.200 km và vắt qua hai châu lục. Cựu ứng viên Phó Tổng thống Mỹ Sarah Palin từng nói rằng bạn có thể nhìn thấy nước Nga khi đứng trên đất Mỹ, một câu nói bị truyền thông giễu cợt cắt xén đi thành. And I can see Russia from my house. Sự thật là, đứng từ đảo Little Diomede ở Alaska, bạn có thể nhìn thấy đảo Big Diomede thuộc chủ quyền Nga chỉ cách đó 2 dặm. Bạn thực sự có thể nhìn thấy nước Nga khi đứng trên đất Mỹ. Nước Nga rộng lớn, nhưng địa lý của nó có vấn đề. Những vấn đề địa lý này lý giải tại sao một quốc gia tầm cỡ quốc tế như vậy lại chỉ đứng thứ 11 về GDP, đứng thứ 61 về thu nhập bình quân đầu người. Có tỷ lệ nghèo đói cao hơn nhiều so với các quốc gia có cùng vĩ độ như Bắc Âu và Canada, và lý giải nhiều chính sách đối ngoại của các đời vua chúa lãnh đạo nước Nga trong suốt chiều dài lịch sử. Muốn biết tại sao Putin làm những gì ông ấy đang làm thì hãy nhìn vào bản đồ Healthy Marshall. 1. Cảng nước ấm. Nga tiếp xúc với những hai đại dương, nhưng nó thiếu trầm trọng đường thông trực tiếp ra một đại dương không bị đóng băng phần lớn thời gian trong năm. Đây là gót chân Achilles lớn nhất của Nga, ngăn cản không cho nước này hoạt động như một thế lực toàn cầu. Lịch sử đã khẳng định hải quân mạnh cộng giao thông đường biển phát triển bằng quốc gia mạnh. Các đế quốc hùng mạnh nhất ít khi nào lại là quốc gia không giáp biển, trừ Mông Cổ, nhưng đó là thời kỳ tiền hàng hải rồi. Phải luôn tiếp cận về Constantinople và Ấn Độ, kẻ nào bá chủ ở đó sẽ thống trị cả thế giới. Không ngừng kích động chiến tranh, không chỉ ở Thổ Nhĩ Kỳ mà còn phải xâm lấn Vịnh Ba Tư, tiến xuống Ấn Độ Dương, theo di chúc của Peter Đại Đế để lại cho các thái tử Nga. Nga không phải là không có nhiều cảng biển lớn, nhưng các cảng biển này đều có một hoặc nhiều hạn chế về mặt địa lý. Murmansk, St. Petersburg và Vladivostok đều đóng băng vào mùa đông. Kaliningrad không bị đóng băng nhưng không được kết nối với phần còn lại của đất liền Nga. Novorossiysk có một cảng nước ấm nhưng nó lại không phải cảng nước sâu. Tàu thuyền từ St. Petersburg hoặc Kaliningrad muốn ra Đại Tây Dương phải đi qua các eo biển Đan Mạch, và Đan Mạch là một thành viên của NATO. Từ Novorossiysk muốn ra khỏi Biển Đen thì phải đi qua eo Bosphorus do một thành viên NATO và Thổ Nhĩ Kỳ kiểm soát. Vladivostok bị hạn chế khả năng tiếp cận Thái Bình Dương bởi sự chặn đường của quần đảo Nhật Bản, một đồng minh quan trọng của Mỹ. Cuộc xâm lược Afghanistan của Liên Xô vào cuối thế kỷ thứ 20 cũng là minh chứng rõ cho giấc mơ một quân cảng nước ấm của Moscow. Các đảng viên Cộng sản chớp bu có thể không ưa chế độ quân chủ Sa Hoàng, nhưng họ vẫn khắc ghi những lời răn dạy của Peter Đại Đế, tìm cách tiếp cận Vịnh Ba Tư và Ấn Độ Dương. Đáng tiếc thay, Afghanistan lại một lần nữa trở thành mồ chôn của các đế chế, khi mà cả đế chế Anh và đế chế Xô Viết đều sa lầy tại nơi đây. Cuộc chiến Afghan được ví như cuộc chiến tranh Việt Nam của Liên Xô và gián tiếp dẫn tới sự sụp đổ của họ. Và nhắc tới Việt Nam thì không thể nào không nói tới việc cảng Cam Ranh đã từng là nơi hạm đội Thái Bình Dương của Liên Xô và cả Liên bang Nga neo đậu cho tới tận năm 2002. Việc thiếu một cảng nước ấm cũng là lý do tại sao Putin không khoan nhượng trong cuộc ẩu đả chính trị của Ukraine. Tại phía nam Ukraine và bán đảo Crimea, nơi có khí hậu ấm áp, hàng triệu người Nga sinh sống và cảng nước sâu Sevastopol. Sevastopol là một vị trí quan trọng nơi tàu chiến Nga thả neo. Crimea bị đế quốc Nga chinh phục từ thời Catherine Đại Đế và được trao lại cho Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Xô Viết Ukraine thuộc Liên bang Xô Viết bởi Tổng thư ký Liên Xô Nikita Khrushchev vào năm 1957. Một nước đi có thể khiến nữ hoàng Catherine
và hàng ngàn lính Nga đã hy sinh để chiếm Crimea đổi mồ sống dậy bóp cổ ông ta. Khó có thể trách Khrushchev được, lúc đó ai cũng tưởng Liên Xô sẽ trường tồn và Crimea sẽ luôn thuộc quyền kiểm soát của Moscow. Và rồi, Liên Xô sụp đổ, đất nước Ukraine mới thành lập dần ngã về phía Tây. Moscow lập tức nhận thấy đây là một vấn đề sống còn. Nếu Ukraine gia nhập NATO và Sevastopol sẽ trở thành căn cứ hải quân của NATO, thì sức mạnh của Nga ở Biển Đen còn như đi tông. Putin đã không còn sự lựa chọn, ông phải thôn tính được Crimea. Cuộc trưng cầu dân Ý bị Liên Hợp Quốc lên án là bất hợp pháp. Nhưng từ năm 2014 đến nay, thực thể trên thực tế kiểm soát Crimea vẫn là Nga. Hạm đội Biển Đen hùng mạnh của Nga đang đóng quân ở Sevastopol. Nhưng cũng giống như Novorossiysk, đường ra biển của Nga vẫn bị Thổ Nhĩ Kỳ ngáng chân. Sáp nhập Crimea chỉ củng cố vị thế nước Nga như một tay đầu gấu địa phương tại Biển Đen, chứ không giúp nó trở thành thế lực hải quân đại dương. Nhưng để mất Crimea có thể là nước chiếu hết NATO dành cho Nga, và Nga không thể cho phép điều đó. Không ai đến cứu Ukraine khi họ mất một mảng đất to bằng nước Bỉ, ngoại trừ các lệnh trừng phạt kinh tế. Thực ra như vậy là đủ để làm suy thoái nền kinh tế Nga, nhưng sẽ không thể làm Moscow nhả Crimea ra. Các nhà lãnh đạo NATO hẳn đã thở phào nhẹ nhõm với nhau. Ơn Chúa, nếu Ukraine mà thuộc NATO thì chúng ta đã phải ra tay. Nếu Nga tấn công một thành viên NATO, ngay lập tức điều 5 của Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương sẽ được kích hoạt. Cuộc tấn công vào một thành viên sẽ được coi như tấn công vào tất cả, và tất cả đều có nghĩa vụ đáp trả. Mỹ đã kích hoạt điều 5 sau vụ khủng bố 11 tháng 9, kéo theo đó là sự can thiệp của NATO vào Trung Đông. Lối ra vào các đại dương của Nga sẽ bị chặn lại dễ dàng. Điều này sẽ tàn phá nền kinh tế Nga và hạn chế sức mạnh của hải quân Nga. NATO hiểu việc có thêm Crimea sẽ không xoay chuyển được gọng kìm địa lý mà họ giăng ra để khóa chặt Nga. Họ có thể để mất Crimea và tránh một cuộc chiến tốn kém, nhưng Nga thì không. 2. Đồng bào Đông Âu. Một lý do nữa giải thích tại sao Nga không muốn Ukraine ngã về phía Tây chính là cái dải đất mênh mông được gọi là đồng bằng Đông Âu. Chỉ vì một lãnh thổ rộng lớn như thế, các nhà lãnh đạo Nga phải có con mắt quan sát bao quát rất rộng. Nhưng từ xưa tới nay, họ vẫn luôn tập trung về phía Tây. Toàn bộ nước Nga được bao bọc bởi địa lý, trừ mỗi phía Tây, phần thuộc châu Âu, nơi 70% dân số Nga sinh sống. Siberia là một hệ thống phòng thủ vĩ đại. Không một đội quân nào có thể tiến quân từ phía Đông hoặc phía Nam để tấn công Nga được, trừ khi họ muốn đánh nhau với tuyết và rừng taiga. Khí hậu khắc nghiệt, địa hình khó chịu, cần tới hàng ngàn dặm đường tiếp tế và nguy cơ bị phản công luôn thường trực. Dãy núi Caucasus ngăn không cho các thế lực Trung Á tiếp cận Nga, và thế lực duy nhất xâm chiếm Nga từ Bắc Bằng Dương thì là bọn gấu trắng. Nhưng phía Tây thì lại là chuyện khác. Trong lịch sử, có rất nhiều thế lực muốn làm cỏ nước Nga từ phía Tây, đó là người Ba Lan, người Thụy Điển, người Pháp, người Thổ, người Đức những hai lần, và ngày nay thì là NATO. Trước mặt của nước Nga là một khoảng không mênh mông có tên là đồng bằng Đông Âu. Đồng bằng này có hình dạng giống như một hình thang với đáy nhỏ là Ba Lan, mở rộng dần ra về phía đông cho tới đáy lớn ở dãy Ural. Nó bằng phẳng đến mức trông chẳng khác nào một con đường dọn sẵn để các thế lực phương Tây dễ dàng hành quân đến tận cửa ngõ thành Moscow. Từ thời của Ivan khủng khiếp, các chính sách đối ngoại các nước Nga luôn xoay quanh việc làm thế nào để bảo vệ nước Nga từ phía Tây, và câu trả lời của vị sao hoàng đầu tiên này đưa ra chính là tấn công để phòng thủ, không ngừng xâm lược, bành trướng để tạo ra các vùng đệm bảo vệ lãnh thổ Nga. Đó là những gì Ivan khủng khiếp và đời đời con cháu của ông cố gắng thực hiện. Cho dù bạn là một vương công của đại công quốc Moscow, một sa hoàng của đế quốc Nga, một lãnh tụ tối cao của nước Nga Xô Viết hay một tổng thống của Liên bang Nga, bạn luôn phải tuân theo lời dạy này để bảo vệ đất nước của bạn bằng cách này hay cách khác. Hoặc là xâm lược và đồng hóa, hoặc là thiết lập các chính quyền chuyên chế bù nhìn dưới danh nghĩa truyền bá chủ nghĩa cộng sản, hoặc là trói chặt kinh tế và ngoại giao của các nước ấy vào Nga. Vì thế, nước Nga mà bạn biết, dù là một nước Nga sa hoàng, một nước Nga cộng sản, hay là một nước Nga tư bản thân hữu, thì vẫn luôn là một đế quốc Nga. Sau khi Liên Xô tan rã, Moscow lại âu lo nhìn về phía Tây, trong khi NATO ngày một nhích đến gần, kết nạp các quốc gia vốn trước đây từng là vùng đệm của Nga, thậm chí là cả các quốc gia hậu Xô Viết, đặc biệt là ba nước ven biển Baltic là Estonia, Latvia và Lithuania, vốn không có quan hệ hữu hảo với Nga. Ranh giới Nga-NATO vốn từng kéo dài đến tận trung tâm nước Đức dưới thời Liên Xô, nay chỉ cách St. Petersburg có 2 tiếng rưỡi lái xe. Nga đang bị NATO kề vào sát cổ. Vùng đệm của Moscow hiện nay bị co rút lại còn 4 vị trí chiến lược mà Nga cần phải duy trì ảnh hưởng của mình tại đó.
Phần Lan, Kaliningrad, Belarus và Ukraine. Bốn điểm này đối với nhau gần như là tạo thành một vành đai ôm trọn biên giới phía Tây của nước Nga, lại còn được cô lập bởi ba nước Baltic. NATO cũng muốn tìm cách chọc thủng vùng đệm đó bằng cách lôi kéo những quốc gia ấy về phía mình. Đó là nguyên nhân vì sao trong các biến cố chính trị của Belarus và Ukraine, bạn có thể thấy chúng bốc mùi phương Tây rất rõ. Và bạn cũng có thể thấy Moscow đã vô cùng quyết liệt nhúng tay vào. Belarus, nhà nước độc tài cuối cùng tại châu Âu, vẫn đang nằm dưới sự kiểm soát của chính quyền thân Nga, mà đại diện của nó là Tổng thống Alexander Lukashenko. Sự cầm quyền của Lukashenko khiến cho chính quyền Putin trông vẫn còn dân chủ chán. Ông ta nắm quyền tổng thống từ năm 1994 và đến nay vẫn chưa rời khỏi ghế. Vai trò của Belarus với an ninh quốc gia Nga đã được khẳng định khi Putin nhiều lần lên tiếng ủng hộ chính quyền của ông này và hứa sẽ sát cánh cùng Lukashenko chống lại phương Tây. Sau khi cơn bão khủng hoảng chính trị và nội chiến càn quét Ukraine, nước này không còn nằm trong vòng tay yêu thương của Moscow. Nhưng phương Tây cũng dè dặt với quốc gia này, bởi NATO hiểu việc Ukraine gia nhập EU hoặc NATO có thể trở thành mồi lửa cho cuộc chiến tranh mới. Hiện tại, chiến sự ở miền đông Ukraine vẫn đang lác đác nổ ra và sự có mặt của quân đội Nga tại đó đã được xác nhận. Moscow chống lưng cho các nhà nước ly khai ở miền đông Ukraine với hy vọng duy trì sự hiện diện của một vùng đệm. Ukraine ngày nay đã được lãnh đạo bởi một chính quyền thân phương Tây. NATO và Ukraine đã tổ chức nhiều cuộc tập trận với nhau bất chấp sự phản đối của Nga. Hai bên vẫn đang chơi trò kéo co ở quốc gia này. Phần Lan hiện đang trung lập. Chừng nào Phần Lan và xa hơn nữa là Thụy Điển vẫn còn là các quốc gia trung lập thì Moscow vẫn cần yên tâm. Quan hệ Phần Lan-Nga có thể được hiểu đơn giản giống như quan hệ của bạn với tay hàng xóm mà trước đây bạn đã từng cãi nhau to với hắn và đập cho hắn một trận tơi tả. Sau đó hắn cũng mất vài ba cái chậu cây nhà bạn và tuyên bố hắn đã chiến thắng. Nhưng ít nhất thì hắn hứa sẽ không đụng vào bạn nữa. Bây giờ bạn vẫn không ưa hắn, nhưng ngày nào đi làm bạn cũng phải gặp hắn trên đường. Thế là bạn với hắn vẫn phải tươi cười vẫy chào nhau. 3. Vậy tại sao nước Nga chưa bị nuốt chửng? Có hai lý do khiến nước Nga của Putin vẫn đang chèo chống tốt trước những chướng ngại địa lý, đó là dầu mỏ và khí tự nhiên. Nga là cường quốc về năng lượng, đặc biệt là nhiên liệu hóa thạch, trữ lượng khí đốt lớn nhất trên thế giới, xuất khẩu khí đốt nhiều nhất thế giới, trữ lượng dầu mỏ đứng thứ 8. Đó là còn chưa tính tới trữ lượng khổng lồ có thể nằm bên dưới các thềm băng ở Bắc Cực và các đài nguyên lạnh giá ở Siberia. Và khách hàng lớn nhất của họ là ai? Chính là EU. Bạn nằm gần Moscow, bạn cần phụ thuộc nhiều vào Nga về mặt năng lượng. Phần Lan và các nước Baltic gần như phụ thuộc hoàn toàn về Nga về khí đốt. Các nước Đông Âu phụ thuộc khoảng 60-80% và đặc biệt là gã chủ nhà Đức nhập khẩu hơn một nửa lượng khí đốt hàng năm từ Nga. Có một thanh gươm đang chỉ thẳng vào trái tim của EU mà Nga đang nắm đằng chui. Thanh gươm ấy có hình dạng của những đường ống dẫn khí đốt, những đường ống mà người Nga toàn quyền tăng hoặc giảm lưu lượng. Không có khí đốt Nga, các nước trên sẽ thiếu hụt năng lượng nghiêm trọng sau 10 ngày. Điều này cũng khiến cho Đức có vẻ ít nhiệt tình trong việc lên án Nga hơn là những quốc gia ít phụ thuộc năng lượng vào Nga như Vương quốc Anh. Quốc gia nào có quan hệ càng tốt với Nga thì trả càng ít tiền cho năng lượng, ví dụ như Phần Lan. Tất nhiên, châu Âu càng tìm cách đa dạng hóa nguồn cung khí đốt của mình. Chẳng hạn như đầu tư xây dựng các cảng biển dành cho khí hóa lỏng nhập khẩu từ Mỹ hoặc Trung Đông. Tuy nhiên, sự phụ thuộc vào dầu khí từ Nga vẫn rất lớn và sẽ khó có thể thay đổi được trong thế kỷ này. Một nền kinh tế phụ thuộc quá nhiều vào dầu mỏ như Nga không phải một nền kinh tế hùng mạnh và ổn định, nhưng Điện Kremlin vẫn có thể duy trì dầu mỏ và khí tự nhiên như hai thứ quyền lực mềm để thao túng châu Âu. Điều này cũng lý giải tại sao Nga lại tương đối dè dặt trong các hội thảo về chống biến đổi khí hậu. Chừng nào dầu khí vẫn là trục quay của thế giới, thì sức mạnh của nước Nga vẫn còn. Hơn nữa, khi trái đất ấm lên và băng tan đi, họ sẽ tiếp cận được trữ lượng dầu khí khổng lồ nằm bên dưới Bắc Băng Dương và Siberia. Nga là một trong số ít các quốc gia được hưởng lợi từ biến đổi khí hậu. 4. Tổng kết. Liệu Vladimir Putin hay bất cứ người kế nhiệm nào của ông có thể thực hiện được sứ mệnh đó thành công hay không? Hay có lẽ Chúa đã đặt ra số phận cho nước Nga của ông là không thể trở thành cường quốc? Tất nhiên, yếu tố địa lý không phải là tất cả những gì làm nên một quốc gia hùng cường, nhưng lịch sử lại chứng minh rằng nó là yếu tố mang tính quyết định với sự phát triển và suy vong của mỗi quốc gia. Từ Đại Công quốc Moscow, Đế quốc Nga, Liên Xô và hiện tại là nước Nga Cộng hòa Liên bang, các vua chúa và lãnh đạo Nga luôn phải đối mặt với những vấn đề giống nhau. Cho dù ý thức hệ của nước Nga thay đổi, từ quân chủ cho đến cộng sản hoặc tư bản thân hữu, thì các vấn đề của địa lý Nga vẫn còn đó.
đồng bằng đông âu bằng phẳng và những hải cảng hoặc bị đóng băng hoặc nằm ở vị trí oái oăm. Cờ vua là môn thể thao trí óc được yêu thích số 1 tại Nga, và ván cờ địa lý mà chúa bày ra cho nước Nga đã được chơi từ thời Ivan khủng khiếp, vẫn còn đang chưa thoát khỏi khai cuộc. Cộng hòa Pháp là một quốc gia nổi tiếng ở Tây Âu, không chỉ được biết đến về ẩm thực, tháp Eiffel, sự lãng mạn và phong cách hào hoa, mà còn với lịch sử đầy biến động, chiến tranh, cách mạng, và hiện nay đang là một trong những siêu cường của thế giới về kinh tế, quân sự lẫn chính trị. Pháp có diện tích lãnh thổ lớn nhất EU, nền kinh tế lớn thứ 7 thế giới, cùng với Đức, họ là những trụ cột lớn nhất của Liên minh châu Âu. Do bị chiến tranh tàn phá, cùng với sự sụp đổ của chủ nghĩa đế quốc và sự ảnh hưởng lớn từ Hoa Kỳ và EU, vị thế nước Pháp hiện nay đã suy giảm nhiều so với cách đây 1-2 thế kỷ. Nhưng Pháp vẫn là một thế lực đáng gờm ở châu Âu và trên thế giới trong phần lớn thời gian tồn tại của nó. Để giải thích cho sức mạnh này của Pháp và sự suy giảm của sức mạnh ấy, chúng ta có thể phân tích những món quà và cả lời nguyền của địa lý mà Chúa ban tặng cho vùng đất này từ thời Vương quốc Frank, triều đại Bourbon, sự trỗi dậy của Bonaparte, qua hai cuộc thế chiến và đến tận hôm nay. Bài viết này sẽ chỉ phân tích yếu tố địa lý của chính quốc Pháp, tức là phần lãnh thổ Pháp thuộc châu Âu lục địa. Các lãnh thổ hải ngoại sẽ không được xét tới. Đầu tiên, hãy nói về vị trí. Pháp nằm ở một vị trí thuận lợi cho phép nó trở thành quốc gia duy nhất ở châu Âu được coi là một thế lực ở cả Bắc và Nam Âu, tiếp giáp với cả biển Bắc, Đại Tây Dương và Địa Trung Hải. Yếu tố địa hình cũng đóng góp lớn vào sự phát triển của nền văn minh Pháp. Phần lớn địa hình là đồng bằng và núi đồi thấp ở phía Bắc và phía Tây, cho phép giao thương và trao đổi diễn ra thuận lợi, đồng thời tạo điều kiện cho sự thống nhất về văn hóa giữa các khu vực dân cư. Pháp có hệ thống sông lớn, bao gồm những con sông dài, kết nối nhiều khu vực của Pháp và kết nối Pháp với các nước láng giềng như là sông Rhin, sông Seine, Loire, Garonne và Rhône. Ở thời kỳ giao thông đường bộ chưa phát triển, thì vận tải hàng hóa bằng đường sông là cách thuận lợi nhất. Những con sông này tạo ra những vùng thương mại khổng lồ, kết nối cư dân Pháp với nhau, tạo nên sự thống nhất về văn hóa. Do đó, Pháp là một trong những quốc gia dân tộc đầu tiên trên thế giới, một quốc gia tồn tại đại diện chủ quyền cho một dân tộc, có sự thống nhất mạnh mẽ về văn hóa, ngôn ngữ và bản sắc. Bản thân thủ đô Paris cũng nằm ở điểm giao nhau của hai nhánh của sông Seine. Không những thế, các con sông này giúp Pháp có những vùng nông nghiệp khổng lồ, một lợi thế truyền thống của Pháp từ xưa tới nay. Hiện nay, nông sản Pháp chiếm 20% sản lượng của EU. Pháp hiện nắm trong tay diện tích đất canh tác lớn thứ ba châu Âu chỉ sau Nga và Ukraine, và xuất khẩu nông sản nhiều thứ ba trên thế giới. Hãy nghĩ đến điều này mỗi khi bạn bật nắp chai champagne hoặc nhâm nhi ly rượu vang Bordeaux thượng hạng. Các đường biên giới của Pháp cũng được bao bọc vững chắc bởi các chướng ngại địa lý cản bước những thế lực muốn xâm lược quốc gia này. Ở phía Bắc là biển Bắc, phía Tây Bắc là eo biển Manche, ngăn cách nó với một cường quốc khác là Anh. Phía Tây là Đại Tây Dương mênh mông, phía Tây Nam là dãy núi Pyrenees, nơi quân Pháp có thể dễ dàng phòng thủ. Phía Nam là biển Địa Trung Hải, phía Đông Nam là khối núi Alps đồ sộ. Gần như không một đạo quân nào có thể hành quân qua được, ngoại trừ chính người Pháp dưới thời Napoleon. Và phía Đông là sông Rhin, cũng là một chướng ngại tự nhiên có thể phòng thủ được. Pháp có một tấm áo giáp địa lý vững chắc bao phủ nó. Nhưng tấm áo giáp này không phải là không có kẽ hở. Phía Đông Bắc, vùng đất ngày nay bao gồm Bỉ, Hà Lan và Luxembourg và Đông Bắc nước Pháp là một vùng đất hoàn toàn bằng phẳng. Nó là một phần của đồng bằng Bắc Âu, một dải đất chạy một mạch từ Đại Tây Dương đến Ba Lan, nơi nó tiếp tục mở rộng ra đến tận dãy Uran thuộc nước Nga. Đây là điểm yếu duy nhất và lớn nhất trong địa lý của nước Pháp, bởi vị trí này quá thuận lợi để một đội quân tiến công xâm lược Pháp và xông thẳng vào chân tường thành Paris. Và đã có người làm thấy thật, một gã có bộ ria kỳ quặc nào đó thi trượt Học viện Mỹ thuật Vienna ấy. Người Pháp mà không phòng thủ được vị trí này thì quốc gia Pháp còn như đi tông. Trong suốt hàng ngàn năm lịch sử, từ thời vua chúa người Frank, các lãnh đạo của cách mạng Pháp cho đến các chính khách Pháp hiện đại như Charles de Gaulle hay thậm chí là cả Macron nữa đều tìm cách bảo vệ cho đất nước của họ từ phía đông. Ý tưởng này thực sự được bàn luận nghiêm túc trong thời cách mạng Pháp. Trong bối cảnh vua Louis thứ 16 và hoàng hậu Marie Antoinette bị đưa lên mái chém, các chính quyền quân chủ châu Âu rất lo sợ tư tưởng cách mạng của Pháp sẽ lây lan khắp châu lục như là dịch hạch. Thế là họ liên quân lại tìm cách tiêu diệt nhà nước cách mạng non trẻ. Lệnh tổng động viên được huy động, quân đội cách mạng với tinh thần chiến đấu rất cao không những đã đánh đuổi được kẻ thù để bảo vệ đất nước, mà còn chiếm được toàn bộ vùng đất phía tây sông Rhin, một nước đi chiến lược để có thể phòng thủ nước Pháp từ mọi phía bằng các ranh giới tự nhiên.
Khi Napoleon trỗi dậy, vị hoàng đế này còn tiến xa hơn nữa khi tạo ra một nhà nước bù nhìn có tên là Liên bang sông Rin, đóng vai trò như là một vùng đệm cho Pháp ở phía đông, vượt qua dãy Alps để xâm chiếm Italia và nắm quyền kiểm soát cả Tây Ban Nha và phía bên kia dãy Pyrenees. Khi đế chế Napoleon sụp đổ thì tất cả những lá chắn địa lý này cũng mất theo, trong đó có phần tả ngạn sông Rin. Sức phòng thủ tự nhiên của Pháp suy yếu, nhưng ít ra thì chưa có một ai tìm cách xâm lược nó cả. Phổ và Áo vẫn cách xa biên giới của Pháp, và Moscow cũng cách Paris một chặng đường rất dài. Pháp vẫn còn được an toàn khi chưa có địch thủ nào ở châu Âu nổi lên. Nhưng rồi Đức thống nhất dưới tay người Phổ. Và rồi một trong những mối quan hệ bi kịch nhất lịch sử nhân loại xuất hiện, mối quan hệ sẽ định hình cả châu Âu và thế giới trong thế kỷ sau đó, mối quan hệ Pháp-Đức. Pháp là một cường quốc hùng mạnh với quân đội thiện chiến, thuộc địa nhiều và có tầm ảnh hưởng lớn. Nhưng rồi sự thống nhất đế chế Đức trở thành cơn ác mộng tồi tệ nhất mà người Pháp có thể nghĩ đến. Giờ đây họ có một gã hàng xóm với diện tích lớn hơn, quy mô dân số lớn hơn, quân đội hiện đại hơn, công nghiệp phát triển hơn. Và thứ duy nhất ngăn cách họ với người Đức là cái dải đất bằng phẳng phía đông bắc kia. Trong cuộc chiến tranh Pháp Phổ năm 1870 tới năm 1871, điểm yếu chí mạng này của Pháp đã bị lợi dụng và lễ thành lập nước Đức thống nhất đã diễn ra ở cung điện Versailles. Trong thế kỷ thứ 20, người Đức thậm chí còn làm điều đó hai lần. Cả hai lần, Pháp cầu nguyện rằng Đức sẽ tôn trọng sự trung lập của nước Bỉ trong hai cuộc thế chiến và không kéo quân qua đồng bằng Bắc Âu để đánh Pháp. Cả hai lần người Đức nói, trung lập thì sao, kệ mẹ nó chứ, và xâm lược Bỉ để làm bàn đạp tiến vào Paris. Trong chiến tranh thế giới lần thứ nhất, họ suýt làm được khi chỉ còn cách Paris có 70 km. Còn trong chiến tranh thế giới thứ hai thì... Sau thế chiến thứ nhất, để đề phòng một cuộc tiến công sau này của quân Đức từ phía đông, chính phủ Pháp quyết định cho xây dựng cái gọi là phòng tuyến Maginot, một công trình quân sự chạy dọc biên giới Đức-Pháp với nhiều tường bê tông, pháo đài, lô cốt, ủ súng, chống tăng, súng máy, đại bác và trại lính. Về mặt lý thuyết, phòng tuyến Maginot sẽ ngăn cản bước quân xâm lược của Đức, cầm cự đủ lâu để Pháp chuẩn bị cho một cuộc phản công với quân chi viện của các đồng minh. Người Pháp hy vọng áp dụng lại chiến thuật từ thời thế chiến thứ nhất sẽ giúp họ phản kháng lại được nước Đức. Có một vấn đề mà người Pháp không tính đến, nước Bỉ trung lập yêu cầu phòng tuyến Maginot không được chạy dọc biên giới của nước này, cho đến khi họ đồng ý thì đã quá muộn. Vẫn chưa sao, Pháp đã định trước điều này và cho quân chủ lực của Liên minh Anh-Pháp đóng quân ở miền Bắc nước Pháp sẵn sàng nghênh chiến Đức. Tuy nhiên, người Đức đã cao tay hơn, thay vì đánh vào các pháo đài Pháp ở phía Nam hoặc tấn công quân chủ lực ở phía Bắc, họ đánh vào chính giữa, nơi có địa hình gò đồi và khu rừng Ardennes rậm rạp. Người Pháp cho rằng địa hình ở khu vực này quá khó để Đức hành quân qua, đủ để câu giờ cho quân chi viện phản công. Do đó bố trí nhân lực rất mỏng. Tuy nhiên quân đội Đức với chiến luật tác chiến mới và vũ khí cơ giới mới đã biết trước những chướng ngại này và khai thác triệt để lỗ hổng trong vạn lý trường thành Tây Âu của Pháp. Đức dễ dàng chọc thủng phòng tuyến Maginot và vòng ngược lại đánh úp liên quân Anh-Pháp, buộc Anh phải tháo chạy về Dunkirk. 6 tuần sau, Pháp đầu hàng. Sau năm 1945, biên giới Pháp vẫn còn đó khoảng trống phía đông bắc, nơi đất đai bằng phẳng và rộng. Pháp lần này quyết định dùng tới một biện pháp khác để bảo vệ biên giới của họ, đó là ngoại giao. Với việc cả Pháp và Đức đều gia nhập những liên minh lớn của phương Tây như EU hay NATO, sự sử dụng chung một đồng tiền euro cộng với sự hội nhập sâu sắc về kinh tế, văn hóa và con người giữa hai nước, dường như một cuộc chiến tranh Pháp-Đức lần thứ tư là một thứ rất khó xảy ra trong bối cảnh này. Cuối cùng, sau hàng thiên niên kỷ thì Pháp cũng đã xây dựng được một lớp bảo vệ 360 độ xung quanh mình. Điều này đi kèm với cái giá của nó. Hiện nay, khi bạn hỏi ai đang là đầu tàu của EU thì khả năng câu trả lời của bạn nhận được là Berlin sẽ cao hơn là Paris nhiều. Mặc cho hàng chục năm chiến tranh và chia cắt, Đức vẫn là quốc gia với quy mô dân số và nền kinh tế lớn hơn Pháp. Đây là thế tiến thoái lưỡng nan, hoặc là Pháp chấp nhận để cho Đức dẫn dắt EU, nhưng sự chấp nhận ấy sẽ khiến vị thế nước Pháp suy giảm, hoặc là sự tranh giành ngôi đầu bảng với Đức sẽ khiến liên minh này rạn nứt. Ngoài ra, cả hai nước đều nhất trí rằng có một cường quốc duy nhất đang áp đảo ở toàn bộ liên minh châu Âu, đó là Hoa Kỳ, kẻ thành lập NATO và chống lưng cho EU. Vị thế nước Pháp tuy có hơi suy yếu hơn so với đầu thế kỷ thứ 20, nhưng nó vẫn là một quốc gia lớn mạnh của thế giới. Chấp nhận đánh đổi ngôi vị đầu bảng để đổi lấy sự đảm bảo an ninh, liệu đó có phải là cái giá hợp lý cho Pháp? Theo Tôn Tử, cố thượng binh phạt mưu, kỳ thứ phạt giao, kỳ thứ phạt binh, kỳ hạ công thành. Có nghĩa là nhà quân sự ưu tú là người ưu tiên dùng mưu lược chính trị, thủ đoạn ngoại giao để khống chế kẻ địch. Kế đó mới là dùng sức mạnh chinh phạt địch, hạ đẳng là cho quân đội công thành địch. Đỉnh cao của nghệ thuật chiến tranh chính là không đánh mà thắng. Nước Pháp đã đạt được mục đích của mình,
đó là phòng thủ vùng Đông Bắc bằng con đường ngoại giao khéo léo, trong khi chiến lược quân sự hung hãn ngày xưa của tổ tiên họ đã thất bại. Tất nhiên, khó có thể nói rằng nước Pháp thực sự đã được an toàn tuyệt đối. Những rạn nứt trong EU đã bắt đầu xuất hiện và cứ cái sau thì lại gay gắt hơn cái trước. Từ khủng hoảng kinh tế, dân nhập cư, sự ra đi của Vương quốc Anh cho đến Covid. Cả Đức và Pháp hiện nay đang làm mọi cách để duy trì sự tồn tại của liên minh này, bởi nó được tạo ra gần như là để giữ cho hai nước ôm nhau thật chặt. Chặt đến mức không ai bứt ra được để vung tay đấm vỡ mồm đối phương. Giả sử trong trường hợp xấu nhất, cuộc thử nghiệm lớn nhất của nhân loại về sự liên kết giữa các nước mang tên Liên minh châu Âu thất bại, thì Đức sẽ lại dè chừng Pháp và Pháp lại lo sợ Đức, và tất cả quay trở về đầu thế kỷ thứ 20. Đến lúc đấy thì tôi thực sự mong không có học viện mỹ thuật danh giá nào ở châu Âu đánh trượt một người đàn ông áo trẻ tuổi với bộ rìa kỳ quái nào cả. Chúng ta thật may mắn vì đang sống trong cái thời kỳ mà cuộc chiến Đức-Pháp nảy lửa nhất chỉ diễn ra ở trên sân cỏ, và thứ duy nhất họ tranh cướp của nhau chỉ là một quả bóng tròn tròn. Một Ukraine thân phương Tây với tham vọng gia nhập vào hai liên minh phương Tây khổng lồ là EU và NATO, đe dọa quyền tiếp cận của Nga vào cảng biển Đen của họ ư? Một Ukraine ngày nào đó thậm chí còn có thể là nhà của một căn cứ hải quân NATO ư? Điều đó không thể chấp nhận với Nga được. Hiện nay, khu vực Đông Âu đang là một điểm nóng cực lớn trên thế giới. Do đó, video này sẽ nói về nhân vật chính bi đát trong bộ drama tình cảm dài 8 năm, một cô nàng Đông Âu xinh đẹp với mái tóc vàng óng và cặp mắt xanh thẳm như bầu trời, trở thành đối tượng săn đuổi của hai chàng trai mạnh mẽ và vô cùng quyết liệt. Tên cô gái ấy là Ukraine. Tình hình hiện tại. Ukraine, cái nôi của nền văn minh các dân tộc Slav Đông nói chung và nền văn minh Nga nói riêng, là một trong những cái tên được nhắc đến nhiều nhất trên các bản tin thời sự trong những năm gần đây. Hiện tại, châu Âu đang ở bên bờ vực của chiến tranh gần hơn so với bất kỳ thời điểm nào kể từ khi chiến tranh lạnh kết thúc. Nga điều quân đội và vũ khí đến ép sát biên giới Ukraine, đồng thời đặt ra một lần ranh đỏ khi yêu cầu NATO không kết nạp quốc gia này. Phương Tây đáp trả ngay lập tức khi triển khai thêm quân đội tới Ukraine và cung cấp vũ khí cho nước này để đề phòng một cuộc chiến tranh nổ ra với Nga, đồng thời bác bỏ yêu cầu của Nga ngăn Ukraine gia nhập NATO. Người Nga đã giăng ra một thế gọng kìm kẹp chặt Ukraine. Phía đông là vùng ly khai Donbass, nơi có lực lượng Cộng hòa Nhân dân Donetsk và Luhansk tự xưng do Nga hậu thuẫn cùng với hàng trăm nghìn binh sĩ. Phía bắc là Belarus, chư hầu trung thành nhất của Nga. Phía tây nam là vùng ly khai Transnistria thuộc Moldova, nơi được cho là có sự hiện diện của khoảng 1.000 lính Nga. Phía nam là bán đảo Crimea, bị Nga thôn tính từ năm 2014 và đang là nơi thả neo của hạm đội biển Đen hùng mạnh. Nếu Putin mà giống như Peter Đại Đế và bây giờ là thế kỷ 18 chứ không phải thế kỷ 21, thì xe tăng Nga đã chạy rầm rập trên đường phố Kharkiv hoặc Kiev rồi, nếu không muốn nói đến Lviv hay Odessa. Địa lý Ukraine, tranh chấp là định mệnh. Như trong video về Nga trước đây, lý do lớn nhất khiến Ukraine trở nên quan trọng đến vậy đối với nước Nga, đủ lớn để khiến cho Putin sẵn sàng dùng vũ lực để đe dọa và đặt nó dưới tầm kiểm soát, nằm ở hai yếu tố: vị trí địa lý và sự tiếp cận ra biển Đen. Thứ nhất, Ukraine có địa hình tương đối bằng phẳng và tiếp giáp với biên giới phía tây nước Nga. Điều này khiến cho Ukraine trở thành một vị trí hoàn hảo để phòng thủ từ góc nhìn của Moscow. Ukraine và Belarus hợp lại sẽ tạo nên một vùng đệm đáng kể bao bọc phần thuộc Nga của đồng bằng Bắc Âu, nơi tập trung phần lớn dân số, các đô thị lớn và trung tâm công nghiệp nặng của Nga, chưa kể đến việc quốc gia này tiếp giáp với vùng núi Carpathia ở phía tây. Dãy Carpathia đi một mạch từ Cộng hòa Séc tới Slovakia và Ba Lan trước khi nó lượn vòng cung xuống dọc biên giới cực tây của Ukraine, rồi chạy tiếp xuống phía nam tới Romania. Khi bạn đứng từ phía tây nhìn sang, thì ai kiểm soát được dãy đồng bằng ven biển Đen phía đông của dãy núi này sẽ nắm trong tay cửa ngõ ra vào nước Nga. Còn nếu bạn đứng từ phía đông, khi mà xung quanh bạn toàn là đất bằng khó phòng thủ, thì việc bành trướng và mở rộng ảnh hưởng cho đến khi có được lợi thế tự nhiên là một điều tuyệt đối không được phép bỏ qua. Thứ hai, bán đảo Crimea. Crimea có rất đông dân thuộc sắc tộc Nga, và quan trọng hơn là có cảng nước ấm Sevastopol, quân bài cực kỳ quan trọng trong học thuyết hải quân Nga. Việc thiếu một quân cảng nước ấm đã luôn là điểm yếu chí mạng của hải quân Nga nói riêng và quân đội Nga nói chung. Bạn thích nói về sức mạnh quân sự của Nga bao nhiêu cũng được, nhưng hải quân phải mạnh thì quốc gia mới mạnh. Và một lực lượng hải quân mạnh cần có hệ thống cảng biển thuận lợi. Tuy Sevastopol vẫn bị hạn chế ở khả năng tiếp cận đại dương, tàu thuyền từ đây muốn tiến ra Đại Tây Dương hoặc Ấn Độ Dương đều phải đi qua quá nhiều eo biển hẹp.
Nhiều trong số đó lại do các thành viên NATO hoặc đồng minh Mỹ kiểm soát. Nhưng người Nga không thể khoanh tay đứng nhìn Ukraine dần ngã về phía Tây và một vị trí quan trọng ngay trước cửa nhà mình bị kẻ khác chiếm mất được. Năm 2014, Nga đã có thể lựa chọn tôn trọng chủ quyền lãnh thổ và quyền tự quyết của Ukraine. Nhưng họ cũng khó có thể chấp nhận để cho thủy thủ NATO vẫy tay chào mình từ Sevastopol trong tương lai gần. Điều đó sẽ đánh trực diện vào tiềm năng hải quân Nga tại Biển Đen, khi họ bị buộc phải rút lui khỏi quân cảng nước ấm duy nhất mà họ có thể tiếp cận. Thế là con xúc sắc đã được gieo xuống, Crimea đã bị Nga sáp nhập và Ukraine với Nga từ những người láng giềng thân thiện trở thành kẻ tử thù. Tùy vào quan điểm của bạn, bạn có thể gọi sự sáp nhập Crimea là một cuộc xâm lược hoặc một cuộc giải phóng để về với mẫu quốc. Dù bạn nghĩ thế nào thì sự thật cũng là Nga đã vi phạm luật pháp quốc tế và xâm phạm chủ quyền của một quốc gia khác để tiến hành cuộc chiến tranh thôn tính thành công duy nhất của một cường quốc trong thế kỷ này. Bạn cũng có thể lập luận rằng Mỹ và NATO cũng nhiều lần vi phạm luật pháp quốc tế chứ không riêng gì Nga. Nhưng việc nhiều người khác cũng sai không biến được cái sai thành cái đúng. Khi bạn ép một cái lò xo quá chặt, nó sẽ bật trở lại mạnh mẽ. Phải luôn nhớ điều này. Ngoài hai lý do trên, thì một vài nguyên nhân khác cũng có thể được liệt kê ra. Chẳng hạn, một số người cho rằng quyền lực của chế độ Putin sẽ lung lay khi Ukraine, một quốc gia với dân tộc, phong tục và văn hóa tương đồng với Nga, đột nhiên lại quay ngoắt sang phương Tây, nhận được sự phát triển kinh tế và nâng cao chất lượng cuộc sống. Điều này là có cơ sở. Nền kinh tế của nhiều quốc gia hậu cộng sản như Ba Lan, Estonia, Cộng hòa Séc, Hungary đã tăng mạnh kể từ khi gia nhập EU. Điều đó cũng có thể trở thành một quân domino dẫn tới sự thay thế của chính quyền Putin bằng một chính phủ Nga mới với đường lối ngoại giao mở cửa hơn với phương Tây, thứ sẽ làm nhiều thành phần dân tộc chủ nghĩa tại Nga nổi giận. Hoặc chúng ta cũng có thể nói đến việc Putin tham vọng xây dựng một liên minh kinh tế Á-Âu do Nga làm trung tâm và Ukraine với nền công nghiệp nặng và nông nghiệp phát triển sẽ là một mắt xích tiềm năng quan trọng trong liên minh này. Hoặc cũng có một số người nhận định rằng Nga, Ukraine và Belarus là cùng một dân tộc và Moscow đang tìm cách thu phục đứa con khó bảo về với mẫu quốc. Tất nhiên, đây là một cách lý giải rất buồn cười, bởi cả ba dân tộc đều có chung nguồn gốc là nhà nước Kievan Rus, chứ chẳng phải người Nga là thủy tổ của người Ukraine hay ngược lại. Nói tóm lại, địa lý Ukraine quan trọng với tất cả những thế lực đứng xung quanh nó. Nó nằm ở một vị trí quá thuận lợi để một bên phòng thủ và bên kia tiến công, đồng thời lại ngay ở phía bắc Biển Đen. Chẳng trách mà trong lịch sử đã rất nhiều thế lực lớn muốn kiểm soát được khu vực này. Nhưng chắc chắn kẻ thường xuyên muốn làm điều này nhất chính là người hàng xóm phía đông của họ. Vậy lỗi tại ai? Người ta có hai xu hướng đổ lỗi cho tình hình căng thẳng ở Ukraine hiện nay. Một là do sự hung hăng của Nga, hai là do phương Tây và chính bản thân Ukraine. Sự thật là bên nào cũng có lý do của họ cả và do đó chẳng có người tốt hay kẻ xấu nào trong câu chuyện này hết. Chỉ có các phe phái tranh nhau lợi ích và xoay chuyển cán cân quyền lực mà thôi. Do những mối lo ngại về an ninh của mình, Nga đã luôn bị quốc tế chỉ trích là kẻ không biết làm bạn với láng giềng. Có vẻ như người Nga chỉ biết có hai loại quốc gia ở bên cạnh mình, một là kẻ thù và hai là chư hầu. Tôi rất tôn trọng Putin ở thái độ thẳng thắn, cứng rắn và sự bảo vệ các giá trị dân tộc truyền thống của ông ấy, nhưng Putin có lẽ sẽ phù hợp để làm một sa hoàng của đế chế Nga hơn là một tổng thống của một liên bang Nga dân chủ. Như đã nói ở trên, xe tăng Nga đã có thể húc đổ cổng tòa nhà quốc hội tại Kiev nếu như Putin thực sự muốn có chiến tranh. Nhưng đây là thế kỷ 21 chứ không phải thế kỷ 18 và Putin cũng không thể như Peter Đại Đế được. Cứ ném hết ngân khố quốc gia vào quân đội và các cuộc chinh phạt, trong khi nạn tham nhũng, nghèo đói, mâu thuẫn xã hội, chất lượng cuộc sống thấp vẫn đang tràn lan ở chính quốc gia của mình. Có lẽ không phải là một chính sách khôn ngoan cho một nhà lãnh đạo của một nền dân chủ. Ngoài ra, việc đòi hỏi một quốc gia độc lập có chủ quyền khác phải hứa sẽ hy sinh lợi ích và quyền tự quyết của họ để đảm bảo an ninh cho mình chính là một sự can thiệp nội bộ trắng trợn. Nếu việc đi theo dân chủ kiểu phương Tây là lựa chọn của người Ukraine, thì dù tốt hay xấu, quyền tự quyết của họ cũng nên được tôn trọng. Tất nhiên, khó có thể trách Putin khi mà phương Tây cũng chẳng phải vừa. Khi nó cứ thế nhích dần về phía đông và rủ ra thêm những quốc gia mà tình đồng chí xã hội chủ nghĩa tươi đẹp với Moscow của họ đã tan tành mây khói. Kể từ khi người Nga rút lui từ những năm 90, NATO và EU tiếp tục bành trướng về phía đông. Putin cáo buộc phương Tây vi phạm nghiêm trọng những thỏa thuận đã được đặt ra và rằng các quốc gia kia đã hứa sẽ không bao giờ tham gia NATO. Còn phương Tây thì lại tuyên bố rằng chẳng có một thỏa thuận nào như thế cả. Thế là chúng ta lại quay về với câu chuyện con gà hay quả trứng có trước. Dù về mặt bản chất thì NATO chỉ là một khối quân sự phòng thủ chung. Đến một đứa trẻ cũng có thể hiểu rằng các nhà lãnh đạo phương Tây, đặc biệt là các vị bậu sậu đang ngồi tại tòa Bạch Ốc và Lầu Năm Góc, đang tìm cách chiếu tướng một nước Nga vừa trỗi dậy từ đống đổ nát của Liên bang Xô Viết.
Những người này có quan tâm đến lợi ích của dân tộc Ukraine hay không? Những người này có nghiêm túc khi nói về một Ukraine toàn vẹn và thống nhất không? Những người này liệu có thực sự sẽ sát cánh đến cùng với Kiev trong trường hợp xấu nhất không? Không và không. Hầu hết người Mỹ có khi còn chẳng biết Ukraine là chỗ quái quỷ nào. Hơn nữa, chúng ta đã thấy người Mỹ đã chơi đẹp thế nào khi họ bỏ chạy khỏi một Kabul đổ nát và Taliban nắm quyền kiểm soát Afghanistan như bước qua cánh cửa đang mở. Quan trọng nhất, Ukraine không phải và cũng chưa phải một thành viên của NATO. Do đó, Tổng thống Zelensky nên hiểu rằng NATO sẽ không kích hoạt điều 5 khi quốc gia này khiêu khích Nga quá trớn và bị tấn công. Ukraine dường như đang đơn độc trong cuộc chiến này, phương Tây đang gióng trống thúc giục nó, còn Moscow thì đang ngồi im chờ thời cơ. Tốt nhất là Biden nên nói thẳng với dân Ukraine như thế, hơn là rót vào tai họ những lời đường mật và đóng vai làm cảnh vệ của thế giới. Đứng trước một mối đe dọa lớn nhất về an ninh như vậy, khó có vị lãnh đạo Nga nào có thể ngồi yên được, dù có yêu hòa bình đến mấy. Người La Mã cổ đại có câu, nếu muốn hòa bình, phải chuẩn bị cho chiến tranh. Trùng hợp thay, đôi khi Moscow được nhắc đến như là thành Rome thứ ba. Và nếu nói tới chiến tranh, thì chắc chắn người Nga hiểu nó rõ hơn ai hết. Khi bạn là lãnh đạo của một quốc gia mà cách đây 80 năm đã phải trả giá bằng 27 triệu sinh mạng để giành lại quyền được tồn tại. Một quốc gia nơi mà gia đình nào cũng từng có nạn nhân của một cuộc chiến giữ nước mà nhân dân coi tầm cỡ của nó ngang với một cuộc thánh chiến, thì bạn hiểu rằng bạn phải bảo vệ đất nước của bạn khỏi bất cứ mối đe dọa nào bằng bất cứ giá nào. Và cách hiệu quả cũng như thẳng thắn nhất để làm được điều đó chính là bằng sức mạnh quân sự và chính trị. Tôi bị thuyết phục rằng không có gì họ, người Nga, ngưỡng mộ bằng sức mạnh và không có gì họ khinh bỉ nhiều hơn sự yếu đuối, đặc biệt là yếu đuối về mặt quân sự. Còn đối với Ukraine, một số người cho rằng lỗi nằm ở việc quốc gia này đã quá mạo hiểm trong chuyến phiêu lưu ngoại giao của mình. Khi bạn nằm cạnh một tên láng giềng khổng lồ có tiền sử xâm lược bành trướng, tốt hơn hết là bạn đừng nên làm gì để khiến hắn bực mình. Phần Lan và Canada hiểu điều này, Cuba và Georgia thì lại không. Tuy nhiên, nếu lấy ổn định chính trị ra để làm lý do biện minh cho một mối quan hệ quá gần gũi và kẻ đã đô hộ mình hàng thế kỷ, thì sẽ khó mà làm vừa lòng được một quốc gia với tư tưởng dân tộc chủ nghĩa ngày một lên cao. Ukraine và Nga đã cơm không ngon, canh không ngọt trong hàng trăm năm nay rồi. Từ thời đế quốc Nga, các sa hoàng đã luôn tìm cách Nga hóa vùng đất này, cấm đoán việc sử dụng ngôn ngữ Ukraine trong trường học, xuất bản và nơi công cộng, đồng thời tuyên bố rằng tiếng Ukraine chưa bao giờ, không và sẽ không bao giờ tồn tại. Sang thời Liên Xô, thực thể mà chúng ta đều biết rằng đó chỉ là đế quốc Nga mặc áo đỏ. Ukraine cũng chứng kiến nhiều thay đổi cả tốt lẫn xấu. Trong những năm cầm quyền của Vladimir Lenin, những người Bolshevik ở Ukraine khi chứng kiến một xã hội kiệt quệ vì chiến tranh tàn phá đã trở nên tương đối mềm dẻo và tạo điều kiện cho văn hóa và ngôn ngữ Ukraine được phục hồi như là một phần của chính sách Korenizatsia, nghĩa đen bản xứ hóa của chính quyền Lenin. Lenin cho rằng mối đe dọa lớn đối với sự tồn tại của Liên Xô chính là chủ nghĩa Đại Nga. Do đó, sự Nga hóa dưới thời Lenin đã khó diễn ra hơn. Khi Stalin lên nắm quyền, các chính sách của Lenin đã bị đảo ngược. Văn hóa riêng của dân tộc Ukraine bị loại bỏ để chỉ còn lại một nền văn hóa Xô Viết. Bàn tay sắt của Stalin đã công nghiệp hóa vùng đất này nhanh chóng và sản lượng công nghiệp đã tăng 400% trong những năm 30. Tuy nhiên, những người nông dân lại là nạn nhân trực tiếp của quá trình tập thể hóa nông nghiệp khi họ bị cưỡng ép giao nộp đất đai và gia súc cho chính quyền. Nạn đói lớn đã xảy ra khiến từ vài trăm nghìn đến vài triệu người chết và đó được gọi là Holodomor. Đó là chỉ kể tới những cuộc thanh trừng nhằm vào tầng lớp giáo sĩ và trí thức Ukraine. Vladimir Putin có thể gọi sự sụp đổ của Liên Xô là một thảm họa, nhưng đối với người Đông Âu nói chung và Ukraine nói riêng, nó có nghĩa là họ thoát khỏi xiềng xích của người Nga sau hàng thế kỷ. Những nỗi đau của nạn xâm lược, đồng hóa, thanh trừng, đói kém đã ảnh hưởng lớn tới thái độ của một nhà nước Ukraine độc lập với Moscow. Kể từ khi độc lập khỏi Liên Xô, Ukraine đã cứ thế nhích dần hơn về phía Tây trong một nỗ lực thoát khỏi cái bóng của Liên Xô, đồng thời phát triển kinh tế và nâng cao chất lượng cuộc sống. Bạn gọi việc họ có nguyện vọng đứng gần hơn với phương Tây là cái gì cũng được. Ukraine là một quốc gia độc lập có chủ quyền và họ có quyền quyết định tương lai của mình. Khi những mối đe dọa còn không xa xưa lắm từ phía Đông lại đang nhen nhóm bùng lên, Ukraine còn có sự lựa chọn nào khác ngoài quay sang phía Tây để xin nhờ nương tựa. Chính quyền của ông Zelensky thừa hiểu rằng phương Tây chỉ nhìn Ukraine như là một con cờ trong cuộc chơi lợi ích địa chính trị với Moscow. Nhưng một mình Ukraine thì làm sao mà chống lại được nổi một con gấu Nga khổng lồ từ phương Đông? Nói thẳng ra thì Ukraine không thể một mình thắng Nga được. Bạn có thể gọi Zelensky là một gã hề lên làm lãnh đạo cũng được, nhưng có hai điều bạn nên hiểu. Thứ nhất, không phải ai cũng có thể trở thành một nhà lãnh đạo, nhưng một nhà lãnh đạo có thể là bất cứ ai và đến từ bất cứ đâu.
bởi đó là cách mà một nền dân chủ hoạt động. Thứ hai, bất cứ ai nắm quyền tại một Ukraine vừa bị tàn phá bởi cơn bão táp chính trị, vừa bị mất một vùng lãnh thổ chiến lược to bằng bang Maryland của Hoa Kỳ, đang đối diện với những phần tử đòi ly khai do nước ngoài hậu thuẫn, đang bị ép phải chơi và không được chơi với ai trên bàn cờ ngoại giao, và đang giáp mặt với kẻ đứng sau tất cả những thứ kể trên, cũng sẽ phải hành động tương tự để bảo vệ chủ quyền lãnh thổ của mình. Nhiều người nhận định rằng, tất cả sự hỗn loạn 8 năm vừa qua là cái giá phải trả của việc đi theo dân chủ kiểu phương Tây của Ukraine. Tuy nhiên thì đứng từ góc nhìn của Kiev, họ chỉ có hai lựa chọn, ngồi im và chịu bắt nạt, hoặc là tìm đến một thằng bắt nạt khác để xin bảo kê. Liệu có thể có chiến tranh không? Truyền thông phương Tây tồn tại được là nhờ những tin tức sốt dẻo. Họ luôn luôn thích phóng đại sự thật và kích động sự sợ hãi, bởi những thứ tin tức đó thì nghe thú vị hơn và được nhiều lượt xem hơn là những tin tốt lành. Do đó, khi BBC hoặc CNN nói với bạn rằng Thế chiến thứ ba sắp nổ ra và tâm điểm của nó sẽ là Đông Âu, thì bạn nên hiểu rằng nó sẽ không bao giờ nổ ra. Người Nga được gì và mất gì khi tiến đánh Ukraine? Câu trả lời là mất nhiều hơn được. Trừng phạt kinh tế và phong tỏa sẽ ở một mức độ chưa từng thấy. Những lệnh trừng phạt của phương Tây từ năm 2014 cộng với sự lao dốc của giá dầu đã làm nền kinh tế Nga chao đảo. Trừng phạt ở một mức độ cao hơn chắc chắn sẽ có thể giáng một đòn chí tử lên nền kinh tế Nga, ảnh hưởng trực tiếp tới đời sống người dân và dẫn tới sự mất ổn định nội bộ. Thêm vào đó, dự án dòng chảy phương Bắc 2, siêu công trình dẫn khí đốt từ Nga tới Đức với tầm quan trọng chiến lược đối với Moscow gần như chắc chắn sẽ bị đóng cửa. Đến lúc đó thì miệng lưỡi người Đức sẽ là không đủ để bảo vệ lợi ích kinh tế của Nga. Và quan trọng nhất, Mỹ và NATO chắc chắn sẽ hỗ trợ Ukraine về mặt quân sự, kinh tế và ngoại giao. Về lâu dài, đây sẽ là cuộc chiến mà cả hai bên cùng thua, chỉ có phương Tây là được lợi. Putin không phải kẻ ngốc và Zelensky cũng không dại mà đi chọc tổ ong vò vẽ. Hơn nữa, trước khi gây chiến tranh, bạn phải tính toán đến việc liệu cuộc chiến này có được nhân dân ủng hộ hay không. Ở bất cứ chế độ nào, dân chủ, cộng sản, phát xít, phong kiến hay độc tài, thì sự ủng hộ của người dân cũng là một tài nguyên quý giá không kém gì nhiên liệu hay đạn dược. Hãy nhìn vào nước Mỹ trong chiến tranh thế giới thứ hai và chiến tranh Việt Nam thì biết. Trong thế chiến 2, không khí quyết chiến hừng hực ở khắp xã hội Mỹ. Do đó, các nhà cầm quyền Mỹ có thể thuận lợi mà tiến hành những cuộc viễn chinh khắp châu Âu, châu Phi và châu Á. Trong cuộc chiến ở Đông Nam Á kia, sự ủng hộ của người dân Mỹ đã chạm đến đáy vào những năm 70 và phong trào phản chiến nổ ra khắp nơi. Khi các bố mẹ thường dân chứng kiến con em mình mất tay, mất chân, tinh thần kiệt quệ và trí óc bị ảnh hưởng khi chiến đấu trong một cuộc chiến xa lầy tại nơi rừng thiêng nước độc. Đối với người Nga, ký ức về những cuộc chiến dai dẳng ở Afghan hay Chechnya vẫn còn đó. Chưa kể, nhiều người Nga và Ukraine, bất chấp những mâu thuẫn chính trị, vẫn thực sự coi nhau như những người anh em cùng chung một nguồn gốc. Nhiều người Nga nói họ có họ hàng và bạn bè ở Ukraine nhiều hơn là kẻ thù. Nhiều sĩ quan trong quân đội Nga và Ukraine đã từng là đồng đội của nhau khi cùng chiến đấu dưới lá cờ Xô Viết. Hơn nữa, nước Nga hiện tại cũng đang có đủ nhiều vấn đề cần phải khắc phục. Do đó, nếu bạn hỏi ý kiến người Nga về chuyện tấn công Ukraine, khả năng cao câu trả lời mà bạn nhận được sẽ là để làm gì cơ chứ? Thứ cuối cùng mà nước Nga cần hiện tại là một cuộc chiến sẽ dẫn tới khánh kiệt kinh tế và lục đục nội bộ. Khi mà Nga đã điều cả 100,000 quân để vây chặt Ukraine, thì dù là họ đang triển khai binh lính trong biên giới của mình, nhưng ai cũng biết rằng họ đang chuẩn bị cho một tình huống xấu nhất có thể xảy ra. Tuy nhiên, việc họ vẫn mở kênh đối thoại với Mỹ, đồng thời gặp gỡ nhiều nhà lãnh đạo châu Âu khác như Tổng thống Hungary Viktor Orbán và Tổng thống Pháp Emmanuel Macron thì có thể nói rằng tất cả những gì người Nga làm chỉ là một đòn khiêu khích đối với phương Tây. Mục tiêu trước mắt của họ là gửi đi một tối hậu thư. NATO phải hứa sẽ không bao giờ kết nạp Ukraine vào liên minh này. Nếu Nga mà tấn công Ukraine thật, thì sẽ mất đi yếu tố bất ngờ ngay lập tức. Phương Tây và Ukraine đã có thừa thời gian chuẩn bị rồi. Chiến tranh là một điều rất khó xảy ra trong thế kỷ 21 này. Tuy nhiên, một vĩ nhân nào đó đã từng nói, có hai thứ vô tận, vũ trụ và sự ngu dốt của con người, và tôi chỉ không chắc chắn về cái thứ nhất thôi. Lịch sử của nhân loại được viết bằng máu, hàng ngàn cuộc chiến lớn nhỏ trong suốt hàng vạn năm tồn tại, và cũng không có gì để đảm bảo rằng chúng ta sẽ có một thế kỷ 21 yên bình. Sự đối đầu của Nga và Ukraine khiến cho người ta không khỏi cảm thấy đau lòng khi hai dân tộc vốn trước đây từng là một lại đang là kẻ thù không đội trời chung. Hai quốc gia với nền văn hóa, phong tục, ngôn ngữ và tôn giáo tương đồng nhau lại đang chĩa súng vào nhau. Thật khó có thể tưởng tượng được cách đây 1,000 năm, họ đã từng là những người anh em cùng ngồi chung một mâm cơm, cùng chiến đấu bên nhau, cùng thờ một vị chúa và cùng sợ một lũ quỷ. Tổng kết. Lý giải cho tất cả đống rắc rối tại Ukraine hiện nay có những nguyên nhân chính sau đây. Đầu tiên là vị trí địa lý. Thứ hai là quyền tiếp cận Biển Đen.
Thứ ba là việc người Ukraine đã không còn quyền được quyết định tương lai của mình, khi mà hai gã khổng lồ Nga, Mỹ mới là những người thảo luận về tương lai của Ukraine, chứ không phải là chính họ. Ngoài ra, tuy khả năng xảy ra chiến tranh là rất thấp, nhưng chúng ta không được phép dừng lại chừng nào nó chưa nằm ở con số 0%. Bài học từ Ukraine cũng là bài học dành cho những quốc gia nhỏ bé khác trên thế giới. 1. Bản sắc riêng của dân tộc bạn sẽ không bao giờ lụi tàn, chừng nào bạn vẫn còn gìn giữ chúng và hy vọng vào tự do. 2. Nếu bạn nằm ngay cạnh một gã hàng xóm khổng lồ hùng mạnh và hiếu chiến, tốt hơn hết là chơi trò nước đôi và đừng làm hắn cáu lên. Giống như một Phần Lan thuộc EU vẫn có quan hệ rất tốt với Moscow. Và 3. Bạn nên là người quyết định tương lai của quốc gia mình, chứ không phải một thế lực ngoại bang từ phía Tây hoặc phía Đông nào đó. Những người nông dân Ukraine và Nga chạy trốn sự cai trị của Liên minh Ba Lan, Litva và Đại công quốc Moscow xa xưa đã tìm đến những vùng thảo nguyên phía Nam ven Biển Đen để có được sự tự do. Họ trở thành những chiến binh vĩ đại khét tiếng của Đông Âu, cũng hoang dã và nguy hiểm như cao bồi miền Tây nước Mỹ và cũng đã từng làm mưa làm gió trên các bãi chiến trường của lục địa già, đều biết đến với cái tên Cossack. Người Ukraine ngày nay vẫn đang tiếp tục đi trên con đường tìm kiếm sự tự do của các kỵ binh Cossack thời xưa. Con đường đến với tự do của người Ukraine chắc chắn là còn nhiều thử thách hơn ở phía trước, khi các thế lực từ phương Đông cũng như phương Tây vẫn đang tìm cách mổ xẻ họ và biến họ thành bia đỡ đạn. Tuy không phải người sùng đạo, nhưng tôi sẽ cầu nguyện cho quyền được tồn tại của một quốc gia Ukraine độc lập và tự chủ, không bị Nga hoặc phương Tây chi phối, nơi người Ukraine sẽ toàn quyền quyết định số phận của quốc gia mình. Tôi sẽ cầu nguyện cho nhân dân Ukraine, nhân dân Nga, những nạn nhân trực tiếp của một cuộc chiến tranh vô nghĩa. Nếu thực sự có chiến tranh, thì nó nên được tiến hành như thế này. Mấy gã chính trị gia cởi trần, mặc quần đùi, đeo găng đấm bốc và chui vào một cái lồng mà đánh nhau, để cho binh lính cũng như những người dân vô tội không phải đổ máu. Nhắc tới Thụy Sĩ, chúng ta thường sẽ nghĩ tới những gì đầu tiên nhỉ? Hẳn là các hệ thống ngân hàng lớn, Chocolate, Nestle, Roger Federer và những hãng đồng hồ tiền tỷ như Rolex, Omega hoặc Cartier. Đây là một quốc gia với diện tích tương đối nhỏ, không giáp biển và nằm ở trung tâm Tây Âu. Xung quanh Thụy Sĩ hầu hết toàn là các ông lớn của lục địa già như Đức, Pháp, Ý hay Áo. Chỉ duy nhất có Liechtenstein là một nước láng giềng nhỏ bé mà thôi. Thụy Sĩ có thu nhập bình quân đầu người thuộc hàng cao nhất thế giới, chỉ số phát triển con người hiện đang đứng thứ 3 toàn cầu, chất lượng cuộc sống trên cả tuyệt vời. Nói tóm lại, sinh ra ở Thụy Sĩ chẳng khác nào trúng dại xổ số độc đắc của Chúa. Hãy nhìn vào bất cứ tấm bản đồ nào của những thế lực từng phủ bóng lên toàn châu Âu từ năm 1815 đến nay. Dù là các phe phái trong thế chiến hay là liên minh châu Âu, bạn sẽ luôn luôn thấy có một khoảng trắng kỳ lạ xuất hiện trên nền giữa những quốc gia hiếu chiến nhất lịch sử. Khoảng trăng ấy chính là Thụy Sĩ. Lý do nào khiến cho Thụy Sĩ không bị cường quốc nào tô màu lên trong những cuộc chiến tranh khủng khiếp nhất của nhân loại? Lý do nào khiến Thụy Sĩ trở thành một quốc gia hoàn toàn không thể bị xâm lược? Và tại sao chỉ có Thụy Sĩ là quốc gia duy nhất làm được điều đó? Câu trả lời nằm ở 4 yếu tố chỉ có ở quốc gia này mà không có ở bất cứ nơi nào khác. Địa lý, ngoại giao, cách làm kinh tế và sự chuẩn bị chiến tranh kỹ càng. Chúng ta hãy cùng đi vào phân tích từng yếu tố một. Địa lý. Có thể nói, đây là yếu tố đầu tiên cần xét đến nếu muốn phân tích về sự hưng suy của một quốc gia. Thụy Sĩ có địa hình đặc trưng là núi và đồi. Ở phía nam của đất nước này là khối núi Alps, có độ cao trung bình lên đến 2,5 km so với mực nước biển, là một chướng ngại không thể vượt qua với bất cứ đội quân nào. Phía bắc Thụy Sĩ, ở vùng biên giới với Pháp, là dãy Jura. Tuy nhỏ hơn dãy Alps về quy mô và chiều cao, nhưng cũng đủ để cản bước một cuộc xâm lăng từ bên này. Hai dãy núi che chắn cho phần đất trung tâm Thụy Sĩ, nơi có địa hình bằng phẳng hơn và tập trung các đô thị lớn như Zurich, Bern và Geneva. Vậy là Thụy Sĩ được bảo vệ ở hai phía Bắc và Nam. Giờ chúng ta còn phía Đông và phía Tây. Gần biên giới với Pháp, ở phía Tây có một dải đất rất hẹp nằm giữa dãy núi Jura và hồ Geneva. Có chỗ chỉ chưa đến 6 km, một khoảng cách chiến lược để dàn quân phòng thủ dễ dàng. Còn ở phía đông, nơi gã hàng xóm Đức án ngữ, Thụy Sĩ ít có lợi thế chiến lược nào về mặt địa hình trước mối nguy tiềm tàng này. Nhưng tự nhiên lại ban tặng cho nó một lựa chọn khác, sông Rhine. Thụy Sĩ nằm tại thượng nguồn sông Rhine. Con sông này sau đó chảy xuống các vùng công nghiệp lớn và khu dân cư đông đúc của miền Tây nước Đức, sau đó sang Hà Lan, nơi nó hòa vào biển Bắc.
Thụy Sĩ đang nắm giữ dòng máu nuôi sống một nửa đất nước Đức. Điều này tạo ra một lợi thế vô hình cho quốc gia này trong trường hợp Đức lại nổi cơn hiếu chiến. Vậy là Chúa mặc cho Thụy Sĩ một tấm áo chống đạn. Giờ Thụy Sĩ phải làm thế nào để không ai nã đạn vào họ? Ngoại giao. Hơn 200 năm nay, Thụy Sĩ không tham gia một cuộc chiến tranh nào. Họ không phải thành viên của các liên minh phương Tây hùng mạnh như EU hoặc NATO, mặc dù có gia nhập Hiệp ước Tự do đi lại Schengen. Và đến tận năm 2002, họ mới gia nhập Liên Hợp Quốc sau một cuộc trưng cầu dân ý chưa bao giờ xảy ra trong lịch sử tổ chức này. Đây chính là kim chỉ nam của ngoại giao Thụy Sĩ kể từ năm 1815, trung lập. Vậy nên, cái khoảng trắng kỳ lạ kia mới xuất hiện ở giữa ngay Đức, Pháp, Ý và Áo. Năm 1815, trận đánh cuối cùng của Hoàng đế Pháp Napoleon kết thúc với phần thắng thuộc về liên minh của các cường quốc châu Âu. Đại hội viên được triệu tập nơi các cường quốc quyết định số phận của châu Âu hậu chiến. Và cũng từ đây, tính trung lập vĩnh viễn của Thụy Sĩ được nước Pháp bại trận và các cường quốc Anh, Áo, Phổ, Nga công nhận để trở thành một vùng đệm giữa Áo và Pháp. Cựu Tổng thống Liên bang Thụy Sĩ Hans Rudolf Merz, nhiệm kỳ 2009 đến năm 2010 cũng đã từng khẳng định về chính sách ngoại giao này như sau. Thụy Sĩ là một nước trung lập và sẽ không gia nhập liên minh nào cả. Đó là truyền thống của chúng tôi. Thụy Sĩ chọn trở thành một nước trung lập là một nước đi đúng đắn và hợp lý của họ. Bởi lẽ theo Công ước Hague về quyền lợi và nghĩa vụ của các nước trung lập, các phe tham chiến không được xâm phạm lãnh thổ quốc gia trung lập và sự tự vệ chính đáng trước các hành động xâm lược của ngoại bang không bị xem là phá vỡ tính trung lập của quốc gia đó. Ngoài ra, quân đội phe tham chiến không được tuyển mộ người dân của nước trung lập và còn không được vận chuyển binh lính và thiết bị chiến tranh qua lãnh thổ nước trung lập, trừ thương, bệnh binh. Đó là nguyên nhân vì sao, suốt hai thế kỷ qua, Thụy Sĩ vẫn khỏe re trong chiến tranh và xung đột càn quét của các nước láng giềng. Nó là một quốc gia trung lập và sự trung lập ấy được luật pháp quốc tế bảo vệ. Tuy nhiên, vẫn có trường hợp các đế quốc quyết định dẫm lên cái đống luật pháp quốc tế ấy và ngang nhiên xâm lược các nước trung lập vì lợi ích của mình. Tiêu biểu là ba ông lớn Anh, Liên Xô và Đức. Anh đánh chiếm nước trung lập Ireland để đảm bảo một lợi thế chiến lược tại Bắc Đại Tây Dương trước Đức Quốc xã. Liên Xô xâm lược Phần Lan trung lập hòng tạo ra một vùng đệm bảo vệ St. Petersburg. Còn Đức, hai lần mặc kệ tính trung lập của Bỉ để có thể tấn công Pháp từ một điểm yếu chí tử. Tuyên bố trung lập thôi là chưa đủ, phải khiến các nước khác tôn trọng sự trung lập của mình nữa. Và đây là lúc các ông chủ ngân hàng Thụy Sĩ vào cuộc. Ngân hàng Thụy Sĩ. Địa lý Thụy Sĩ thật tuyệt vời nếu nhìn từ khía cạnh quốc phòng. Còn từ khía cạnh kinh tế mà nói thì nó rất tệ. Thụy Sĩ không giáp biển, địa hình núi đồi cản trở sự phát triển nhanh của công nghiệp nặng và giao thông vận tải, tài nguyên thiên nhiên cực kỳ nghèo nàn, dân cư chỉ chia đến 10 triệu người và phân bố không đồng đều. Do đó, người Thụy Sĩ xuất khẩu một món hàng rất đắt mà những kẻ hẹp hòi đa nghi không thể bỏ tiền ra mua nổi. Đó chính là sự tin cậy, mà cụ thể là sự tin cậy của các ngân hàng. Thụy Sĩ gắn với hình ảnh ngân hàng rất nhiều. Từ tiểu thuyết của Dan Brown cho đến phim James Bond đều có nhắc tới hình ảnh ngân hàng Thụy Sĩ. Các ngân hàng này có tầm quan trọng vô cùng lớn đối với nền kinh tế và an ninh quốc gia của nước này. Quốc gia này nổi tiếng khắt khe về bảo mật thông tin khách hàng tại các nhà băng và một vụ bê bối để lộ thông tin cá nhân khách hàng vào những năm 30 khiến họ thắt chặt luật lệ hơn nữa. Chỉ có các quản lý cấp cao được truy cập thông tin chi tiết về chủ tài khoản, còn nhân viên giao dịch không được phép. Ngoài ra, luật pháp Thụy Sĩ nghiêm cấm tiết lộ thông tin khách hàng cho bất cứ bên thứ ba nào, dù đó là cục thuế, chính phủ và cơ quan điều tra của bất cứ quốc gia nào kể cả Thụy Sĩ, trừ khi có trác của tòa án Thụy Sĩ. Nhân viên vi phạm sẽ bị phạt tiền bồi thường, tù giam và cấm hành nghề vĩnh viễn. Là một quốc gia trung lập, Thụy Sĩ quyết định mở rộng dịch vụ ngân hàng của mình cho thế giới và ngành công nghiệp ngân hàng Thụy Sĩ thực sự bùng nổ trong Thế chiến thứ hai. Những gì họ làm trong cuộc chiến này là tuyên bố với thế giới rằng: tôi không ham hố tham gia trò chơi chiến tranh này, đừng xâm lược tôi. Nhưng nếu các ông muốn có chỗ chứa tiền an toàn trong thời buổi loạn lạc này, chào mừng đến với Thụy Sĩ. Các quan chức cấp cao của Đức Quốc xã kiếm được rất nhiều tiền và vàng từ những cuộc chiến tranh ăn cướp. Chúng đưa các tài sản có giá trị của mình đến Thụy Sĩ với hy vọng tiền nong được an toàn, đợi khi nào hết chiến tranh sẽ quay lại lấy về tiêu xài. Hitler đã từng lên kế hoạch đánh chiếm Thụy Sĩ. Y từng tuyên bố Thụy Sĩ là vết nhơ của dân tộc Đức, kẻ tử thù của nước Đại Đức, và chính quyền và dân chúng đều đáng kinh tởm.
Nhưng do quá bận rộn với những cuộc viễn chinh khắp châu Âu, cộng với việc không muốn mất đi một chỗ gửi tiền an toàn, Đức Quốc xã không động đến Thụy Sĩ. Quân đồng minh khó chịu ra mặt khi thấy Thụy Sĩ bí mật đi đêm với kẻ thù của mình, nhưng họ không muốn làm phức tạp thêm mọi chuyện khi mà nó vốn đã rối rắm đủ rồi, nên họ để yên cho Thụy Sĩ. Không chỉ có Đức Quốc xã, mà nhiều phú ông, phú bà Do Thái giàu có cũng đến Thụy Sĩ với mục đích tương tự. Chiến tranh kết thúc theo chiều hướng không có lợi cho phe phát xít. Có những tên sĩ quan quốc xã đã bị xử bắn hoặc ngồi tù rũ xương. Có những tên quyết định bỏ chạy khỏi quá khứ và sống ẩn thân hết đời. Chưa kể đến những thương nhân Do Thái bỏ mạng trong trại tập trung. Và số tiền vàng kia vĩnh viễn nằm trong các két sắt của ngân hàng Thụy Sĩ, đóng góp không nhỏ cho nền kinh tế của nước này. Theo OECD, tổng tài sản của các ngân hàng Thụy Sĩ chiếm tới 467% GDP của nước này. Ngày nay, Thụy Sĩ là ngân hàng của cả thế giới. Nhờ những chính sách tốt về bảo mật và thuế, cùng với nền kinh tế và chính trị ổn định, ngày càng có nhiều người trong giới tinh hoa gửi tiền vào Thụy Sĩ. Trong đó có cả các tỷ phú công nghệ, đại gia dầu mỏ, giới tài phiệt, quan chức nhà nước, v.v. Thậm chí là cả những người mang chức sắc tôn giáo. Chưa kể đến việc Thụy Sĩ còn là một điểm đến ưa thích của những phi vụ làm ăn trong bóng tối, rửa tiền, trốn thuế, mafia, buôn bán vũ khí, tham ô, tham nhũng, nhờ sự bảo mật thông tin của mình. Biết đâu một nhân vật giàu có quyền lực nào đó bạn thấy trên TV hay mạng xã hội, hoặc những vị quan chức vào lò cũng có tài khoản tại Thụy Sĩ đấy. Bạn là một doanh nhân Mỹ thành đạt bị vướng vào một vụ kiện và không muốn tài sản của mình bị phong tỏa nếu thua. Bạn là một trùm mafia Nga bán hàng ngàn khẩu súng cho các băng đảng và đang cần chỗ cất tiền an toàn. Bạn là một đảng viên cộng sản cấp cao ở Trung Quốc đã tham ô hàng xe tải tiền và sợ bị nhà nước sờ gáy. Hãy mở một tài khoản ngân hàng Thụy Sĩ. Lúc đó thì kể cả khi bạn có bị tóm thì tiền của bạn vẫn sẽ an toàn. Bạn có thể nói rằng rõ ràng người Thụy Sĩ chơi bẩn, nhưng bạn hãy thử nêu ra một đất nước luôn chơi sạch đi. Chính việc xuất khẩu sự tin cậy đã giúp cho Thụy Sĩ đảm bảo được an ninh quốc gia từ mọi phía. Nhiều khách hàng tại ngân hàng Thụy Sĩ là những nhân vật có máu mặt trong chính trường cũng như trong thế giới ngầm. Cả thế giới đang gửi tiền ở Thụy Sĩ, nên kẻ nào tuyên chiến với Thụy Sĩ thì tức là tuyên chiến với cả thế giới, vì lúc đó tiền của mọi người sẽ gặp nguy. Vậy là người Thụy Sĩ không những tuyên bố trung lập với nhân loại mà họ còn khiến nhân loại phải bảo vệ tính trung lập của mình. Chừng nào tiền vẫn là trục quay của trái đất thì Thụy Sĩ sẽ còn vững mạnh. Tuy nhiên, ta cứ giả sử có một quốc gia nào đó nhất quyết muốn xâm chiếm Thụy Sĩ đi. Giả sử quốc gia này không ngại vấn đề địa lý, giơ ngón tay giữa thẳng vào luật pháp quốc tế và không quan tâm đến chuyện ngân hàng, liệu họ có thành công được không? Câu trả lời nhất quyết vẫn là không, bởi Thụy Sĩ nắm giữ một sức mạnh rất lớn. Sức mạnh đó nằm ở chính những người dân của nó. Siwi Bakem Parabellum. Nếu muốn hòa bình, hãy chuẩn bị cho chiến tranh. Câu ngạn ngữ tiếng Latin này chính là tôn chỉ của Thụy Sĩ. Nếu muốn so sánh về mức độ chuẩn bị sẵn sàng cho chiến tranh với Thụy Sĩ, thì có lẽ Hàn Quốc cũng chỉ như Iceland. Toàn bộ công dân nam giới từ 18 tuổi trở lên của nước này bắt buộc phải tham gia nghĩa vụ quân sự. Những người nào không muốn hoặc không thể tham gia nghĩa vụ quân sự có thể được đào tạo cơ bản về vũ trang dưới hình thức phục vụ cộng đồng. Do được quân sự hóa mạnh, Thụy Sĩ là một quốc gia với kỷ luật dân tộc rất cao. Khi lệnh tổng động viên được ban bố, họ có thể huy động 200.000 binh sĩ trong 72 giờ đầu. Đặc biệt, sau khi hoàn thành nghĩa vụ, các công dân này được phép giữ lại toàn bộ quân trang, từ quân phục, ba lô, giày, thậm chí là cả mặt nạ phòng độc, mũ sắt, áo giáp và súng. Đúng vậy, súng. Thụy Sĩ có một nền văn hóa súng đạn không thua gì Hoa Kỳ. Vào năm 2017, cứ 100 người Thụy Sĩ lại có 28 khẩu súng. Tại đây, còn có lễ hội bắn súng truyền thống thường niên, nơi người ta tụ tập thi bắn súng và ăn nhậu. Thậm chí, họ còn mở các trường bắn dành cho trẻ em nữa. Nghe thì có vẻ điên rồ, nhưng văn hóa súng đạn của Thụy Sĩ rất khác so với Hoa Kỳ. Tại Thụy Sĩ, người dân được giáo dục rằng giữ súng trong tay là trách nhiệm với an ninh quốc gia, chứ không phải tự vệ hoặc phục vụ sở thích cá nhân. Tại Mỹ, bạn mua súng như mua rau ngoài chợ, nhưng nếu bạn muốn mua súng ở Thụy Sĩ, bạn sẽ phải điền một mớ giấy tờ lằng nhằng và trải qua các bài kiểm tra lý lịch của cảnh sát, đồng thời phải tham gia các lớp huấn luyện bài bản. Tất cả để chứng tỏ bạn không phải mối nguy của xã hội và bạn cũng chỉ được mua súng với một số lượng hạn chế. Ngoài ra, bạn không được mua hoặc giữ đạn. Đạn dược sẽ được cung cấp tại trường bắn hoặc khi có lệnh tổng động viên. Bạn cũng cần phải có giấy phép thì
thì mới được mang súng trên người hoặc để súng trong ô tô. Trên tất cả, đại đa số người Thụy Sĩ giữ súng vì họ tin tưởng vào chính quyền, còn người Mỹ thì ngược lại. Bằng chứng nằm ở việc, dù giữ nhiều súng như thế nhưng tỷ lệ tội phạm gây chết người ở Thụy Sĩ là 0.59 trên 100.000 dân, theo số liệu năm 2018. Và trong năm đó, chỉ có 50 nạn nhân thuộc vào hàng thấp nhất thế giới. Trong khi đó, con số này ở Mỹ là 4.96 trên 100.000 và số nạn nhân là trên 16.000 người. Nhờ văn hóa súng đạn này, Thụy Sĩ có thể triển khai tốt chiến thuật đánh du kích để chống lại những kẻ thù mạnh hơn. Khi có chiến tranh nổ ra, chiến thuật của người Thụy Sĩ sẽ là rút lui về các vùng núi hiểm trở và khiến cho quân địch khổ sở hết mức có thể. Tại những công trình giao thông chủ chốt như đường cao tốc, hầm, cầu, đèo hoặc đường sắt, quân đội Thụy Sĩ bố trí rất nhiều thuốc nổ để có thể kích nổ và chặt đứt đường hành quân của xe cơ giới địch. Ước tính ở Thụy Sĩ có khoảng trên 3.000 vị trí như thế. Ngoài ra, ở Thụy Sĩ còn có một thứ được gọi là răng rồng, những công trình bằng bê tông có ngoại hình trông giống một thanh chocolate Toblerone. Thứ sẽ làm chậm tốc độ của xe tăng để chúng dễ bị súng chống tăng tiêu diệt. Hầu hết các nước đã phá hủy những công trình như thế, nhưng Thụy Sĩ thì không. Người Thụy Sĩ cũng giống như người Việt Nam hoặc Phần Lan, đều là những bậc thầy về ngụy trang trong chiến tranh. Rất nhiều ngôi nhà, tảng đá và ngọn đồi trông hoàn toàn có vẻ vô hại, nhưng thực ra lại là những căn cứ quân sự thu nhỏ. Biệt thự Villa Rose tại thị trấn Nien, một vị trí chiến lược quan trọng trên bản đồ Thụy Sĩ như đã nói tới ở trên. Căn biệt thự này thực ra là một pháo đài thu nhỏ ngụy trang, nằm ngay gần một hàng rào Toblerone. Căn chòi bên phải trông như một cái chuồng ngựa vô hại, nhưng nó đang giấu một khẩu pháo chống tăng và một ụ súng máy bên trong. Mỏm đá này là một căn cứ quân sự tuyệt vời, bởi nó có tầm nhìn chiến lược ra thành phố, dòng sông, đường ray và cây cầu bên dưới. Không những thế, ở bên dưới những ngọn núi thuộc dãy Alps hùng vĩ còn là các sân bay và kho máy bay được ẩn giấu hết sức tinh vi. Người Thụy Sĩ che đậy sự có mặt của những căn cứ này. Đã từng có lần binh lính Thụy Sĩ nói về chúng trên mạng, nhưng những thông tin này đã sớm bị xóa bỏ khỏi Internet. Thụy Sĩ có không quân trên dãy Alps, nhưng các sân bay đó ở đâu thì không ai biết. Đây chính là thông điệp Thụy Sĩ muốn gửi đến cho những ai định dùng không quân đánh phá nước này. Nói về những thứ được ẩn giấu ở Thụy Sĩ thì không thể không nhắc tới các bunker. Kể từ khi vũ khí hạt nhân lần đầu xung trận năm 1945, kể theo đó là cuộc chiến ý thức hệ giữa Mỹ và Liên Xô, Thụy Sĩ luôn lo ngại về nguy cơ của một cuộc chiến tranh hạt nhân. Do đó, một hệ thống bunker đồ sộ đã được xây dựng khắp cả nước để đảm bảo mọi công dân Thụy Sĩ đều có thể được an toàn khi chiến tranh hạt nhân xảy ra. Hiện nay, bất cứ ai xây nhà mới tại Thụy Sĩ cũng phải đảm bảo ngôi nhà của mình có một bunker đủ để chống chọi một vụ nổ hạt nhân. Hoặc nếu bạn sợ chi phí đắt đỏ thì bạn phải trả tiền để đặt trước một chỗ bunker công cộng tại khu vực bạn sống. Bunker công cộng có mặt tại các tòa nhà hành chính, nhà ga và những địa điểm đông người qua lại khác. Trên dãy Alps thì đương nhiên là có một số lượng bunker đồ sộ phục vụ cả mục đích quân sự và dân sự. Các bunker của Thụy Sĩ hiện tại có thể chứa được 113% dân số Thụy Sĩ hiện nay trong vòng vài tháng. Họ đã tính cả trường hợp một lượng lớn người di cư vào Thụy Sĩ lánh nạn. Nguy cơ của một cuộc chiến tranh hạt nhân đã không còn nóng bỏng kể từ khi chiến tranh lạnh kết thúc. Nhiều bunker tận thế trước kia nay đã trở thành các điểm du lịch giải trí. Còn các bunker gia đình thì... Bạn nên nhớ, rượu vang và phô mát là những loại thực phẩm quan trọng của văn hóa Thụy Sĩ. Do đó, các bunker này sẽ trở thành hầm chứa rượu và phô mát. Tất nhiên, khi cuộc chiến tranh hạt nhân lại cận kề thì các bunker sẽ lại quay về mục đích ban đầu của chúng. Khi bụi phóng xạ tan đi, khả năng cao thế giới sẽ chỉ còn các nguyên thủ quốc gia, lũ gián và 8.5 triệu dân Thụy Sĩ. Nếu chiến tranh hạt nhân không đánh bại được họ, thì điều gì có thể làm được đây? Nhờ có hàng rào địa lý, chính sách ngoại giao trung lập, sức mạnh kinh tế và chiến lược quân sự, Thụy Sĩ thực sự giống như một cái bẫy khổng lồ ẩn bên trong một pháo đài khổng lồ, thách thức mọi cỗ máy chiến tranh mạnh mẽ nhất. Một quốc gia yên bình, có thiên nhiên tươi đẹp, chính phủ minh bạch, nền dân chủ trực tiếp, chất lượng sống cao, tư tưởng văn minh tiến bộ, thu nhập dồi dào và đảm bảo về an ninh, có lẽ đây chính là đất nước hoàn hảo nhất thế giới. Vậy nên, hãy tiết kiệm tiền dần đi. Nhớ đâu nếu sau này, vào khoảng những năm 2030, bạn nghe tin rằng có một người đàn ông gốc Áo với bộ ria kỳ lạ đang phát biểu hùng hồn trước đám đông giận dữ ở Berlin. Đến lúc đó, hãy book vé máy bay đi Thụy Sĩ nha. Những luận điểm mà tác giả Nevi Brunet đưa ra quả thật rất thú vị.
Tuy nhiên, bạn đọc của Spyroom cũng đưa ra một số ý kiến phản biện cũng rất đáng để xem xét. Bạn Phan Thành Long đã đưa ra những phản biện về bài viết của tác giả như sau. Thụy Sĩ từng bị xâm lược bởi người La Mã, cai trị bởi người Đức, Áo trong suốt hàng nghìn năm. Sau đó bị Napoleon xâm lược một lần nữa như một phần của Áo Đức và gần như được khôi phục lại với ý nghĩa duy nhất là trở thành vùng đệm mềm quyền lực giữa Đức, Áo và Pháp. Đồng thời, bạn Phan Thành Long cũng đưa ra những kiến giải sâu hơn về việc tại sao Thụy Sĩ có thể tồn tại giữa các cường quốc châu Âu như vậy. Hội nghị viên năm 1814 đến năm 1815 phân chia lại châu Âu sau khi đánh bại Pháp tạo ra nước Thụy Sĩ độc lập, nhét thêm một số lãnh thổ của Áo, của Ý và của Pháp vào lãnh thổ Thụy Sĩ. Trong đó, điểm mấu chốt là các ông lớn khẳng định tính tự trị của Thụy Sĩ vào hiệp ước khiến quốc gia này ra đời. Mục đích chính của nó là ngăn cản người Pháp thò tay vào các thành phố Nam Đức và ngược lại. Câu chuyện tương tự xảy ra với vùng Flanders bị chia làm ba nước: Bỉ, Hà Lan, Luxembourg và Ukraine. Nói chung, cách mà các quốc gia phương Tây giải quyết mâu thuẫn năm đó rất đơn giản. Ấy là nếu một vùng các bên không giải quyết được bằng vũ lực thì cho nó độc lập thành quốc gia riêng. Mục đích chính của quá trình độc lập này là ngăn cản sức mạnh của cách mạng Pháp đang lan tràn khắp châu Âu lúc đó bằng tính dân tộc có tính vùng miền. Nên lưu ý rằng, khái niệm dân tộc Pháp, công dân Pháp và quốc gia Pháp là do Napoleon khai sáng ra. Từ đó người Pháp có cái gọi là vinh quang nước Pháp, bắt đầu bội tinh. Ngoài ra, trong lịch sử của mình, Thụy Sĩ chịu ảnh hưởng nặng nề bởi ba thế lực. Đầu tiên là Pháp, quốc gia lớn mạnh nằm ngay cạnh họ. Trên thực tế, hơn 30% lãnh thổ Thụy Sĩ từng là lãnh thổ Pháp. Thông qua các quý tộc Burgundy, Pháp thẩm thấu quyền lực vào miền Nam nước Đức và miền Bắc nước Ý. Lính đánh thuê Thụy Sĩ còn là nguồn mộ binh quan trọng cho quân đội Pháp, kể cả thời hiện tại. Một thế lực nữa ảnh hưởng lớn lên Thụy Sĩ chính là Giáo Hoàng. Dù phần lớn liên bang Thụy Sĩ theo phái kháng cách, sự ra đời của Thụy Sĩ đậm dấu ấn chính trị của Giáo Hoàng đến mức từng có thời điểm dòng tiền từ Vatican là thứ duy nhất nuôi sống người Thụy Sĩ. Cuối cùng, ảnh hưởng lớn nhất đến Thụy Sĩ có lẽ là nước Đức, hay nói chính xác hơn là các thành phố ở Nam Đức. Để hiểu điều đó thì trước hết, ta cần nắm qua một chút về địa lý của nước Đức. Theo đó, lịch sử Đức có sự phân chia rõ rệt giữa các vùng canh tác của họ. Vùng Nam Đức thì là nơi đất trồng lúa mạch tốt và trù phú, là nền tảng hình thành nên cơ chế các vương quốc nông nghiệp trù phú. Vùng Tây Bắc Đức thuận tiện cho hải cảng, hình thành nên các thành phố thương nghiệp. Ngược lại, vùng đất cát phía Đông Bắc rất khó trồng lúa mạch, tạo nên những quân đoàn lên đánh thuê danh tiếng lẫy lừng, thử tạo nên tiền vốn cho đế quốc Phổ khét tiếng. Giống như người Brandenburg, người Thụy Sĩ nổi tiếng nhờ lên đánh thuê. Đất nước nhiều địa hình chia cắt, khó phát triển nông nghiệp, nhưng địa hình núi cao lại đẻ ra những chiến binh cao to lực lưỡng. Người Thụy Sĩ vì vậy trở thành nguồn mộ binh quan trọng cho tất cả các vương quốc xung quanh, bao gồm cả Pháp, đế chế La Mã Thần Thánh, Áo và Ý. Tuy nhiên, không có nơi nào tiêu tốn nhiều lính Thụy Sĩ như vùng Nam Đức, nơi đất đai trù phú, thiên nhiên ưu đãi, dân số ít và dày đặc các thành quốc. Trong suốt hàng trăm năm, GDP chính của Thụy Sĩ đến từ đi làm đánh thuê. Khác với Phổ, Thụy Sĩ không thống nhất do bị chia rẽ bởi các thành bang có chính kiến khác nhau và khác với Ukraine. Thụy Sĩ tồn tại trong trật tự đa cực bị ảnh hưởng bởi quá nhiều quốc gia. Tiếp tục phản biện về ý kiến của Neville Brunet về Thụy Sĩ trong thời kỳ Thế chiến thứ hai, bạn Phan Thành Long đưa ra những kiến giải như sau. Trước tiên, phải khẳng định là Thụy Sĩ đóng vai trò cực lớn trong sự ra đời của nước Đức quốc xã. Các ngân hàng Thụy Sĩ xuất hiện với nhiệm vụ giải quyết đống vàng vô tận thu được từ các đoàn lính đánh thuê. Từng có thời các ngân hàng này chuyên giải quyết các giao dịch ngầm bẩn thỉu của toàn bộ châu Âu. Nhưng thực ra, chỉ đến giai đoạn hậu Thế chiến thứ nhất, các ngân hàng Thụy Sĩ mới thực sự thể hiện sức mạnh của mình. Ta biết rằng, Đức là nước thua trận trong Thế chiến thứ nhất và đã phải chịu cảnh bị áp đặt một loạt các trừng phạt kinh tế gần như vô tận bởi các nước thắng trận là Anh và Pháp. Trong bối cảnh đó, gần như 100% các tài khoản quốc tế của Đức bị đóng băng. Thụy Sĩ là nước duy nhất không đóng băng các tài khoản này, vì vậy dòng tiền ra và vào Đức lúc đó đều thông qua Thụy Sĩ. Trong Thế chiến thứ hai, Mỹ đứng cạnh Anh và Pháp thắng trận, nhưng thế lực lớn nhất nước Mỹ lúc đó là nhóm tư bản gốc Đức lại vô cùng căm tức nhìn Đức vĩ đại bị sỉ nhục bởi Hiệp định Versailles. Trên thực tế, từ năm 1924, có một tổ chức tên gọi là Hội nhóm tự do của những người Teuton được lập nên ở Chicago. Đến năm 1932, nó được đổi tên là những người bạn của phong trào Hitler sau khi Hitler ra tù và công khai tranh cử.
Tổ chức này trở thành cầu nối liên kết nhóm tư bản Chicago lúc đó là Rockefeller và Carnegie với sự phát triển của đảng DIB. Theo một nghiên cứu đăng trên Times năm 2018, tổ chức này đã hỗ trợ cho Hitler lên đến 1,8 tỷ đô la giá trị quy đổi. Và điều thú vị là người đóng vai trò tổ chức kiến thiết tài chính này là Prescott Bush, cha của Tổng thống George Herbert Bush, ông nội của Tổng thống George Walker Bush, thông qua ngân hàng Union Banking. Sau khi Hitler nắm quyền, các ngân hàng Thụy Sĩ đóng vai trò quan trọng trong quá trình tái trang bị cho Đức thông qua kế hoạch MIFO, được thực hiện bởi Ngân hàng Trung ương Đức. Lúc này, nhà Rockefeller và Carnegie đều công khai đổ tiền vào các trường đại học Đức, nơi hóa ra là căn cứ để người Đức nghiên cứu vũ khí kiểu mới. Dòng tiền từ MIFO lên đến mức chỉ riêng năm 1938, nó trị giá 12 tỷ mark Đức. Để so sánh, một chiếc xe tăng Panther mới có giá 150.000 mark Đức, một chiếc Tiger có giá 250.000 mark Đức và toàn bộ trái phiếu chính phủ Đức phát hành năm đó mới chỉ có 19 tỷ mark. Bộ Tư lệnh Đức không chỉ một lần lên kế hoạch Tannenbaum xâm chiếm Thụy Sĩ, thậm chí người Đức còn tính toán sử dụng 4 sư đoàn lính sơn cước Ý đầy kinh nghiệm và 2 sư đoàn lính dù. Tuy nhiên, tất cả đều bị hủy bỏ bởi vì Thụy Sĩ áp dụng chính sách trung lập tuyệt đối, hạn chế tối đa người nhập cư từ nước khác vào Thụy Sĩ. Trong suốt cuộc chiến, Thụy Sĩ chỉ tiếp cận 644 người Do Thái trốn được từ Đức. Tệ hơn nữa, Thụy Sĩ mở cửa toàn diện lĩnh vực ngân hàng cho các giao dịch chuyển vàng giữa Đức và Mỹ trong suốt giai đoạn từ năm 1939 đến năm 1945. Thụy Sĩ xử lý hơn 3.000 giao dịch vàng giữa Đức-Mỹ. Các tài sản khác của Đức lưu trữ tại ngân hàng Thụy Sĩ thì chưa có báo cáo. Chưa tính đến có rất nhiều tài sản của người Do Thái bị chết ở Đức, không trả lại lên đến hàng chục tỷ đô la giá trị quy đổi hiện tại. Vì vậy, Thụy Sĩ sống sót trong Thế chiến thứ hai, đơn giản là vì quốc gia đó lựa chọn trở thành tay chân cho Đức Quốc xã và thu lợi kết xù từ đó. Tại sao Đức phải thông qua Thụy Sĩ để thực hiện giao dịch? Vì đó là cách duy nhất để họ vượt qua vòng vây của Hiệp ước Versailles và con mắt quan sát của người Anh thông qua giao dịch bằng đồng Thụy Sĩ tại các giao dịch nội khoản liên ngân hàng không công khai. Cũng nhờ đó, Đức mua được những kim loại Đức không có như Wolfram, dầu mỏ, v.v. Để nói rõ hơn, nội địa Đức có rất ít Wolfram, chất cực kỳ quan trọng trong sản xuất thép siêu cường và thép nhẹ cho máy bay chiến đấu. Đức phải mua Wolfram từ Bồ Đào Nha và Thổ Nhĩ Kỳ cũng như chính Thụy Sĩ. Có thể nói, nếu các ngân hàng Thụy Sĩ không tồn tại, người Đức sẽ rất khó để sản xuất được 2 vạn chiếc FW-190, 6.000 chiếc Panther và chưa nói hàng ngàn chiếc Tiger, Tiger II. Trong giai đoạn năm 1939 đến năm 1945, khi mà đồng franc Thụy Sĩ là đồng tiền tự do nhất còn thoải mái giao dịch toàn cầu, toàn bộ số tiền Đức bán vàng được sử dụng để mua hàng hóa và kim loại từ các nước trung lập. Lịch sử Thụy Sĩ năm đó đầy vết hoang ố, nhưng người Thụy Sĩ nhận thức lịch sử của mình. Họ thừa nhận họ từng hợp tác với Hitler để sống sót. Thụy Sĩ sau chiến tranh không bị xâm lược hay chiếm đóng do họ giữ vai trò trung lập, đồng thời cũng bởi vai trò cầu nối Đông Tây của họ khi cả Liên Xô lẫn Mỹ đều chọn Zurich là sân nhà trung lập cho các cuộc đàm phán hai bên. Thụy Sĩ thì tiếp tục chính sách trung lập hóa với chiêu tìm mọi tổ chức quốc tế, tham gia tối đa hòa giải quốc tế, nhấn mạnh vai trò người trung gian của họ, bao gồm cả đàm phán hòa bình Đông Dương ở Geneva năm 1954. Thực tế mà nói, Thụy Sĩ không phải là một quốc gia không thể bị xâm lược. Quân đội Thụy Sĩ yếu ớt và dễ dàng bị bẻ gãy chỉ bằng vài cuộc ném bom. Cả đất nước dễ dàng bị xâm lược đến mức họ chuẩn bị kế hoạch từ bỏ một nửa đất nước nếu bị tấn công để rút xuống hầm và chiến đấu. Vì vậy, người Thụy Sĩ hiểu rõ hơn ai hết nguy cơ luôn ở bên ngoài kia. Họ chọn lối sống kỷ luật và tiết kiệm, cũng như thực dụng và luôn luôn hòa nhã, theo cách quốc gia họ đã tồn tại vậy. Nói cách khác, họ xử lý những thứ bẩn thỉu nhất của nhân loại, đồng thời kiến thiết và bảo vệ những góc nhân văn nhất của nhân loại. Và đó là những lý giải và phân tích của tác giả Navy Brunet, cũng như một số phản hồi của người dùng Spyroom về luận điểm tại sao Thụy Sĩ không thể bị xâm lược. Các bạn nghĩ như thế nào về đánh giá và những lập luận trên video? Đừng ngần ngại chia sẻ ý kiến của mình trong phần bình luận bên dưới nha. Và nếu thích video lần này, đừng quên like, share cũng như subscribe và bật nút chuông thông báo của kênh Spyroom để đón xem nhiều video thú vị trong tương lai. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại. Đây là Spyroom, còn mình là Nam.